3 2 1 Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha Hi, chào Nguyễn Hải nha Hôm nay chúng ta tiếp tục trở lại với quyển sách vật lý của tương lai Bởi tác giả Michio Kaku Và hôm nay chúng ta đến với một chương mới Đó là tương lai của sự giàu có mình nghe mình đọc nghe cái chương này rất <laughs> rất là tò mò, không biết sự giàu có thì có tương lai gì và liên quan gì đến vật lý của tương lai ha. Ấy à, chào Hồng Khoa nha. Ok, cảm ơn Hồng Khoa đã theo dõi kênh nha. Thôi mình sẽ bắt đầu đọc luôn. Chương 7: Tương lai của sự giàu có. Trong thần thoại, sự trỗi dậy và sụp đổ của các đế quốc vĩ đại phụ thuộc vào sức mạnh và sự tinh nhuệ của quân đội các tướng lĩnh vĩ đại của đế chế la mã thường cầu nguyện tại đền marx thần chiến tranh trước các trận chiến quyết định những kỳ công huyền thoại của thor đã truyền cảm hứng vào những trận chiến của người viking người xưa xây đền đài dành riêng cho các vị thần kỷ niệm chiến thắng trong cuộc chiến chống lại kẻ thù của họ nhưng mà khi phân tích sự trỗi dậy và suy yếu thực tế của các nền văn minh vĩ đại chúng ta lại thấy một câu chuyện hoàn toàn khác nếu bạn là một người từ sao Hỏa đến Trái Đất vào năm 1500 và tham quan tất cả các nền văn minh vĩ đại, bạn nghĩ điều gì cuối cùng sẽ thống trị thế giới? Câu trả lời thật dễ dàng, có thể là bất kỳ nền văn minh nào nhưng không phải nền văn minh châu Âu. Ở phương Đông, bạn sẽ thấy nền văn minh Trung Hoa vĩ đại với hàng ngàn năm lịch sử, danh sách dài các phát minh khó sánh của người Trung Hoa như là giấy, kỹ thuật in, thuốc súng, la bàn. Các nhà khoa học Trung Quốc là giỏi nhất chính quyền tập trung và đất nước hòa bình. Ở phương Nam, bạn có đế chế Ottoman, suýt nữa đã chiếm cả châu Âu. Nền văn minh Hồi giáo vĩ đại đã phát minh ra đại số, tạo ra nhiều bước tiến trong quan học và vật lý và đặt tên cho các ngôi sao. Nghệ thuật và khoa học phát triển mạnh, quân đội của họ không có đối thủ. Istanbul là một trong những trung tâm khoa học của thế giới. Sau đó, bạn có các quốc gia châu Âu đáng thương, cái này là năm 1500 nha. Sau đó bạn có các quốc gia châu Âu đáng thương dựa trên nền tảng tôn giáo, tà thuật và tòa án dị giáo. Tây Âu trong sự suy yếu kéo dài hàng ngàn năm kể từ khi đế quốc La Mã sụp đổ, quá lạc hậu đến mức chỉ còn biết nhập siêu về công nghệ. Đó là một lỗ đen thời Trung Cổ. Hầu hết các tri thức của đế quốc La Mã từ lâu đã biến mất, thay thế bằng giáo điều tôn giáo ngột ngạt đối lập hoặc là bất đồng chính kiến thường xuyên bị tra tấn hoặc tệ hơn. Các thành phố châu Âu hỗn chiến liên miên. Vậy thì điều gì đã xảy ra? Cả hai đế chế lớn Trung Hoa và Ottoman đang bước vào giai đoạn trì trệ kỹ thuật 500 năm, trong khi châu Âu bắt đầu cuộc trang bị chưa từng có về khoa học và công nghệ. Bắt đầu từ những năm 400, à, 1405, hoàng đế vĩnh lạc của Trung Hoa ra lệnh cho một hạm đội hùng mạnh lớn nhất thế giới thời đó khám phá thế giới ba con tàu nhỏ bé của Columbus có thể đặt vừa khít trên bông của một trong những chiếc tàu khổng lồ này bảy cuộc thám hiểm lớn đã diễn ra lần sau lớn hơn lần trước bạn nào biết thì chia sẻ giúp mình hoàng đế vĩnh lạc là cái hoàng đế nào ha nhiều khi đây là người phương tây họ viết lại họ dùng cái tên vĩnh lạc mà nghe vĩnh lạc lạ quá mình không biết là thời nào ha bảy cuộc thám hiểm lớn đã diễn ra lần sau lớn hơn lần trước Hạm đội này đi vòng quanh bờ biển Đông Nam Á và đến châu Phi, Madagascar và thậm chí có thể vượt xa hơn thế. Hạm đội đã mang nhiều củ ngon vật lạ, kỳ hoa dị thảo từ những vùng đất xa xôi. Có những có những mộc bản cổ khắc hình hưu cao cổ châu Phi được triển lãm tại một vườn thú đời minh. Nhưng mà những vị hoàng đế Trung Hoa lại thấy thất vọng. Đó có phải là tất cả những gì còn lại trên đời? các đội quân vĩ đại ngang tầm Trung Hoa đang ở đâu? Của ngon vật lạ là tất cả những phần còn lại của thế giới hay sao? Quá thất vọng, những hoàng đế kế vị đã cho hạm đội tuyệt vời kia suy tàn và cuối cùng tan rã. Trung Quốc dần dần bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài, trở nên trì trệ trong khi cả thế giới đang lao về phía trước. Đế chế Ottoman cũng có tư tưởng uh, tư tưởng tương tự. Sau khi đã chinh phục hầu hết thế giới mà họ biết người ottoman đã trở nên hướng nội vào chủ nghĩa bảo thủ tôn giáo và hàng thế kỷ trì trệ mahathir mohamed cựu thủ tướng malaysia từng nói nền văn minh hồi giáo suy tàn khi mà các học giả cho rằng chỉ nên nghiên cứu những tri thức hồi giáo còn những tri thức khác đều là phản hồi giáo kết quả là người hồi giáo đã từ bỏ nghiên cứu khoa học toán học y học và các ngành khoa học khác. Thay vào đó, họ dành thời gian tranh luận về giáo lý và diễn giải, về luật pháp và thực hành Hồi giáo, khiến cho Hồi giáo phân rã thành nhiều mảnh. Tuy nhiên, ở châu Âu, một sự thức tỉnh tuyệt vời đã bắt đầu. Thương mại mang lại những ý tưởng mới mẻ, mang tính cách mạng, được đẩy nhanh bởi kỹ thuật in Gutenberg. Sức mạnh của giáo hội bắt đầu suy yếu sau một thiên niên kỷ thống trị. Các trường đại học từ từ chuyển từ việc giải thích những đoạn văn rối rắm trong kinh thánh sang áp dụng vật lý Newton và hóa học Dalton cũng như những lĩnh vực khác. Nhà sử học Paul Kennedy của Yale thêm một yếu tố nữa vào sự trỗi dậy như vũ bão của châu Âu, tình trạng chiến tranh liên tục giữa các cường quốc châu âu mạnh ngang nhau không ai trong số đó có thể thống trị lục địa các quốc vương vốn liên tục gây chiến với nhau đã tài trợ cho khoa học và kỹ thuật để tiếp tục tham vọng lãnh thổ của họ khoa học không chỉ là học thuật mà là một cách để tạo ra vũ khí mới và những con đường phồn vinh mới Chẳng mấy chốc, sự trỗi dậy của khoa học và công nghệ ở châu Âu bắt đầu làm suy yếu sức mạnh của Trung Hoa và đế chế Ottoman. Nền văn minh Hồi giáo đã thịnh vượng trong nhiều thế kỷ như một cửa ngõ giao hương giữa phương Đông với phương Tây. Chuông bước khi các phù thủy châu Âu mở ra các tuyến đường thương mại đến tân thế giới và phương Đông, đặc biệt là quanh châu Phi bằng cách đi vòng qua Trung Đông và Trung Hoa bị các pháo hạm châu Âu vượt mặt. Trớ trêu thay, họ tận dụng hai phát minh quan trọng của Trung Hoa là thuốc súng và la bàn. Đáp án cho câu hỏi chuyện gì đã xảy ra rất rõ ràng. Khoa học và công nghệ đã diễn ra, đó là những công cụ của sự thịnh vượng. Tất nhiên, bạn có quyền bỏ qua khoa học và công nghệ, nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm. Thế giới không đứng yên bởi vì bạn đang đang đọc một văn bản tôn giáo. Nếu bạn không nắm vững những kiến thức mới nhất về khoa học và công nghệ thì đối thủ cạnh tranh của bạn sẽ làm việc đó. Đó, bạn thấy lịch sử thế giới hấp dẫn không? Như vậy là tới năm 1500 thì châu Âu vẫn chưa có văn minh hơn là những cái 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 châu khác ha và thời đó là Trung Hoa và đế chế Ottoman là là xịn sò nhất. Đó, nhưng mà sau thời gian đó thì họ tại vì họ giống như độc cô cầu bại các bạn hồi xưa Trung Hoa giống như độc cô cầu bại đó nên coi như là không chịu phát triển nữa. Thế là để cho châu Âu họ họ phát triển vượt lên ha. OK phần tiếp theo làm chủ bốn lực cơ bản nhưng chính xác làm thế nào châu Âu vượt chạy nước rút qua Trung Hoa và thế giới hồi giáo sau hàng thế kỷ tuột hậu đó là nhờ cả hai yếu tố xã hội và công nghệ thực sự à, đó là nhờ cả hai yếu tố xã hội và công nghệ trong sự đảo ngược đáng chú ý này. Khi mà phân tích lịch sử thế giới sau năm 1500, người ta nhận ra rằng châu Âu đã sẵn sàng cho những tiến bộ vượt bậc tiếp theo với sự suy tàn của chế độ phong kiến, sự gia tăng của tầng lớp thương gia và những làn gió sôi động thời phục hưng. Nhưng mà các nhà vật lý lại nhìn nhận sự chuyển đổi lớn này qua lăng kính của bốn lực cơ bản thống trị vũ trụ. Đây là những lực có thể giải thích vạn vật xung quanh chúng ta, từ máy móc, tên lửa và bom tới các ngôi sao và vũ trụ thay đổi xu hướng xã hội có thể đã tạo nên quá trình chuyển đổi này nhưng chính sự thành thạo các lực cơ bản này đã đưa châu âu dẫn đầu thế giới lực đầu tiên là lực hấp dẫn giữ chúng ta neo xuống đất ngăn mặt trời phát nổ và giữ các hành tinh thiên thể trong hệ mặt trời thứ hai là lực điện từ chiếu sáng các thành phố, cung cấp năng lượng cho các máy phát điện và động cơ, cung cấp năng lượng cho laser và máy tính của con người. Lực thứ ba và thứ tư là lực hạt nhân yếu và mạnh, hình thành hạt nhân nguyên tử, thắp sáng các vì sao trên trời và tạo ra ngọn lửa hạt nhân ở tâm mặt trời. Cả bốn lực này đã được tìm ra ở châu Âu. Mỗi khi mà các nhà vật lý hiểu được một trong những lực này, lịch sử nhân loại lại chuyển mình và châu Âu là nơi ý tưởng để khai thác kiến thức mới đó. Khi mà Isaac Newton nhìn thấy một quả táo rơi và ngước nhìn mặt trăng, ông tự hỏi mình câu hỏi đã mãi mãi thay đổi lịch sử nhân loại. Nếu một quả táo rơi xuống thì liệu mặt trăng có rơi hay không? Trong một khoảnh khắc lóe sáng khi mới 23 tuổi, ông nhận ra rằng các lực hút quả táo và lực tác động lên các hành tinh, sao chổi trên trời là một. Điều này cho phép ông áp dụng toán học mới mà ông vừa phát minh ra, phép tính vi tích phân để vẽ quỹ đạo của các hành tinh và vệ tinh, lần đầu tiên giải mã chuyển động của các thiên thể. Năm 1687, ông xuất bản kiệt tác của mình, Principia là tên tiếng Việt là Nguyên lý được cho là cuốn sách khoa học quan trọng bậc nhất có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử của nhân loại Quan trọng hơn, Newton đã đưa ra một cách suy nghĩ mới một cơ chế để tính toán chuyển động của các vật thông qua lực tương tác Chúng ta không còn phải phó mặc cho linh hồn, thần thánh và ma quỷ Thay vào đó, các vật di chuyển là nhờ các lực có thể được đo và điều khiển Điều này dẫn đến cơ học Newton. Theo đó, các nhà khoa học có thể dự đoán chính xác hành vi của máy móc, mở đường cho động cơ hơi nước và đầu máy xe lửa. Động lực học khó hiểu của máy hơi nước phức tạp có thể được chia nhỏ một cách có hệ thống, từng bu lông, từng đòn bẩy theo các định luật của Newton. Vì vậy, mô tả về lực hấp dẫn của Newton đã giúp mở đường cho cuộc cách mạng công nghiệp ở châu Âu sau đó trong những năm 1800 một lần nữa ở châu âu michael faraday james maxwell và những nhà khoa học khác khai thác lực lớn thứ hai lực điện từ mở ra cuộc cách mạng lớn tiếp theo khi mà thomas edison chế tạo máy phát điện tại trạm pearl street ở hạ manhattan và điện khí hóa đường phố đầu tiên trên trái đất ông đã mở ra cửa ngõ vào điện khí hóa toàn bộ hành tinh ngày nay từ bên ngoài không gian chúng ta có thể ngắm nhìn trái đất vào ban đêm với toàn bộ các lục địa được thắp sáng toàn bộ các lục địa nha chứ không phải toàn bộ đất nước không phải đất nước nào cũng được thắp sáng tại vì này tự nhiên đọc tới đây mình nhớ về cái nước triều tiên các bạn mình nhớ cái bản đồ triều tiên là buổi tối là chỉ có một cái khu là thủ đô là phát sáng thôi còn lại là tối thui hết Nhìn vào trái đất từ không gian, bất kỳ người ngoài hành tinh nào cũng ngay lập tức nhận ra rằng trái đất đã làm chủ được điện từ. Chúng ta cảm nhận được sự phụ thuộc vào điện từ một cách rõ ràng. Bất cứ khi nào mất điện, trong một khoảng khắc, chúng ta đột nhiên bị ném quay trở lại quá khứ hơn 100 năm, không có thể tính dụng máy tính, đèn, thang máy, tivi, radio, internet, động cơ. Cuối cùng là các lực hạt nhân cũng được làm chủ bởi các nhà khoa học châu Âu cũng thay đổi mọi thứ xung quanh chúng ta không những chúng ta có thể mở khóa những bí mật của thiên đường, giải mã nguồn năng lượng thấp sáng các ngôi sao mà còn làm sáng tỏ không gian ở bên trong, sử dụng kiến thức này trong y học thông qua quét MRI, CAT và PET, xạ trị và y học hạt nhân bởi các lực hạt nhân kiểm soát sức mạnh khổng lồ được lưu trữ trong nguyên tử, lực hạt nhân cuối cùng cũng có thể quyết định số phận của nhân loại liệu con người sẽ phát triển bằng cách khai thác năng lượng nhiệt hạch vô hạn này hay là chết trong hỏa ngục của hạt nhân à, chúng ta đã sử dụng lực hấp dẫn có bốn loại lực ha mình mình nhắc lại thôi bốn loại lực lực hấp dẫn nè rồi lực điện từ nè lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu thì lực hấp dẫn thì ai cũng biết ha chúng ta học ở ở thời cấp 2 rồi thì chúng ta sử dụng cái đó rất là nhung nhuyễn rồi đó là áp dụng trong cuộc sống chúng ta rất nhiều sau đó là chúng ta thành thạo uh, lực điện từ là tạo ra điện đó, nó dạy cho dễ hiểu đó nhưng mà còn hai cái loại lực là lực hạt nhân mạnh và yếu thì đối với những người mà không có không phải là nhà khoa học á giống như mình <laughs> thì nó lại rất là lẫm ha đọc thì biết thôi chứ chẳng biết nó được sử dụng trong cái gì trong những cái con uh, trong những cái con chip này nọ vân vân ha nhưng mà nó vẫn còn rất là nhiều tiềm năng và nếu như tương lai con người có thể khai thác cái loại uh, năng lượng này chẳng hạn chương trước chúng ta đã đọc về năng lượng uh, những cái loại năng lượng mà chúng ta có năng lượng phân rã của hạt nhân và năng lượng tổng hợp từ năng lượng nhiệt hạch nè và năng lượng nguyên tử năng lượng nguyên tử là sử dụng nguyên lý phân rã hạt nhân ha năng lượng nhiệt hạch là sử dụng nguyên lý tổng hợp hạt nhân thì hai loại năng lượng đó chúng ta chưa kịp khai phá ha tại vì nó quá nguy hiểm Người ta sợ, các nhà khoa học là sợ Là nếu mà chúng ta nhùng nhuyễn cái loại năng lượng đó Thì thay vì sử dụng nó để làm tốt cho con người Thì các quốc gia có thể dùng nó để chế tạo bom Chẳng hạn như khi mà khám phá ra năng lượng nguyên tử Thay vì dùng năng lượng nguyên tử để làm cái gì đó nó vĩ đại cho con người Thì người ta chế tạo bom nguyên tử để làm chiến tranh ha Đó, thì mốt mà chúng ta gọi là uh, nhùng nhuyễn được cái năng lượng mà nhiệt hạch á thì không biết là nó sẽ tốt hay là xấu ha không biết là tại vì những quả bom nhiệt hạch nó còn lớn gấp mấy ngàn lần những cái quả bom nguyên tử nó rất là kinh khủng ha thì chưa biết như thế nào đó rồi ok qua phần tiếp theo tương lai gần từ hiện tại cho đến năm 2030 <laughs> ok như quỳnh ơi ok cảm ơn như quỳnh nha cảm ơn bạn đã theo dõi livestream hai chào con cáo nhỏ nha ok tương lai gần hiện tại đến năm 2030 bốn giai đoạn của công nghệ. Sự kết hợp của thay đổi điều kiện xã hội và sự thành thạo bốn lực cơ bản đã thúc đẩy châu Âu đi đầu, nhưng mà công nghệ thì luôn ở trạng thái động, luôn thay đổi, chúng được sinh ra, phát triển, trỗi dậy và suy yếu. Cái này á mình mình uh nó giống như một cái đồ thị parabol các bạn một quốc gia mà đang trên đà phát triển thì đừng vội tự mãn Tại vì cái gì nó cũng phát triển theo cái đà parabol nó đi lên rồi đi xuống rồi đi lên rồi đi xuống đó là lịch sử nó là như vậy ha nên những cái quốc gia mà đang yếu thì cũng đừng tự ti mà những quốc gia nào mạnh quá thì cũng khoan tự mãn ha chúng ta phải luôn luôn đi lên chúng ta phải có cái mindset như vậy <laughs> Chúng ta được sinh ra, phát triển, trỗi dậy và suy yếu để làm các công nghệ cụ thể sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai gần. Ta có thể xem xét các định luật chi phối sự phát triển của chúng. Công nghệ dành cho đại chúng thường phát triển theo 4 giai đoạn cơ bản. Chúng ta có thể thấy điều này trong sự phát triển của giấy, nước, điện và máy tính. Trong giai đoạn 1, các sản phẩm công nghệ rất quý giá đến mức chúng được bảo vệ chặt chẽ, giấy khi được phát minh dưới hình thức giấy cói của người Ai Cập cổ đại và sau đó là người Trung Hoa từ hàng ngàn năm trước, quý đến mức được các tăng lữ bảo vệ. Công nghệ khiêm nhường này đã giúp nền văn minh cổ đại chuyển mình. Khoảng năm 1450, công nghệ giấy bước vào giai đoạn 2 khi mà Gutenberg phát minh ra máy in sắp chữ. Công nghệ này đã biến Cuốn sách cá nhân thành hiện thực, để một người có thể sở hữu một cuốn sách chứa đựng kiến thức của hàng trăm cuộn giấy. Trước Gutenberg chỉ có 30.000 cuốn sách ở khắp châu Âu, đến năm 1500 đã có 9 triệu cuốn sách mở ra thời kỳ phục hưng. Nhưng mà khoảng năm 1930, giấy đạt đến giai đoạn thứ ba khi mà chi phí giảm xuống chỉ một xu một tờ. Điều này giúp hình thành thư viện cá nhân, nơi một người có thể sở hữu hàng trăm cuốn sách. Giấy trở thành một loại hàng hóa thông thường được bán theo tấn. Giấy ở khắp mọi nơi và hòa vào cuộc sống. Hiện nay chúng ta đang ở giai đoạn thứ tư khi giấy là một loại hình thời trang. Chúng ta trang trí thế giới của mình với giấy mang mọi màu sắc, hình dạng và kích cỡ chất thải đô thị lớn nhất là giấy. Vì vậy, giấy phát triển từ một mặt hàng được bảo vệ chặt chẽ đến việc được sử dụng một cách lãng phí. Chất thải đô thị lớn nhất là giấy ha các bạn. Cái này hơi lạ nha. Cái này mình mới biết luôn á. Nước máy cũng có quá trình phát triển tương tự. Ở thời đại cổ đại, trong giai đoạn thứ nhất Nước máy rất quý đến nỗi cả làng dùng chung một chiếc nước duy nhất. Điều này kéo dài hàng ngàn năm cho đến đầu những năm 1900 khi mà hệ thống ống nước cá nhân dần dần được phát triển và chúng ta bước vào giai đoạn thứ hai sau Thế chiến thứ hai. Nước máy bước vào giai đoạn <laughs> sau thế chiến thứ hai nước máy bước vào giai đoạn thứ ba trở nên rẻ và sẵn có cho tầng lớp trung lưu đang mở rộng ngày nay nước máy đang ở giai đoạn thứ tư một loại hình thời trang xuất hiện dưới nhiều dạng hình kích cỡ và ứng dụng chúng ta trang trí thế giới bằng nước dưới dạng đài phun nước và triển lãm nước điện cũng trải qua các giai đoạn tương tự với khám phá tiên phong của thomas edison và những nhà khoa học khác trong giai đoạn một cả một nhà máy dùng chung một bóng đèn và động cơ điện sau thế chiến thứ hai chúng ta bước vào giai đoạn thứ hai với bóng đèn cá nhân và động cơ cá nhân ngày nay điện đã biến mất nó ở khắp mọi nơi và hòa vào cuộc sống ngay cả từ điện cũng vắng bóng trong ngôn ngữ vào dịp Giáng sinh, chúng ta thắp hàng trăm đèn nhấp nháy để trang trí nhà cửa. Chúng ta giả định rằng điện ẩn trong các bức tường ở khắp mọi nơi. Điện là một loại hình thời trang, chiếu sáng sân khấu Broadway và trang trí thế giới của chúng ta. Trong giai đoạn thứ tư, cả điện và nước máy đều đã trở thành các tiện ích. Chúng rất rẻ và chúng ta tiêu thụ quá nhiều. Chúng ta đo lượng điện và nước sinh hoạt theo từng nhà. Máy tính cũng tương tự như vậy. Các công ty nắm bắt được quá trình này đều trở nên phát đạt. Các công ty không nắm bắt được đã đi đến chỗ gần như phá sản. IBM thống trị giai đoạn 1 của máy tính cỡ lớn trong những năm 1950. Một máy tính lớn quý đến mức phải cho 100 nhà khoa học và kỹ sư dùng chung những nhà lãnh đạo IBM đã không đánh giá cao định luật Morse. Vì vậy, họ gần như bị phá sản khi chúng ta bước vào giai đoạn thứ hai trong những năm 1980 với sự xuất hiện của máy tính cá nhân. Nhưng mà ngay cả các nhà sản xuất máy tính cá nhân cũng đã tự mãn. Họ hình dung ra một thế giới với các máy tính độc lập trên mỗi bàn làm việc. Họ đã bị mất cảnh giác với sự xuất hiện của giai đoạn thứ ba khi mà các máy tính nối mạng Internet cho phép một người có thể tương tác với hàng triệu máy tính. Ngày nay, nơi duy nhất bạn có thể tìm thấy một máy tính độc lập là ở trong bảo tàng. Vì vậy, tương lai tất yếu của máy tính sẽ là bước vào giai đoạn thứ thứ tư, nơi mà nó biến mất và được hồi sinh như một loại hình thời trang. Chúng ta sẽ trang trí thế giới bằng máy tính. Từ máy tính sẽ dần biến mất khỏi tất cả các ngôn ngữ. Trong tương lai, thành phần lớn nhất của chất thải đô thị sẽ không phải là giấy mà là các con chip. Tương lai của máy tính sẽ biến mất và trở thành một tiện ích được bán như là điện và nước. Chip máy tính sẽ dần dần biến mất khi tính toán được thực hiện ở trên mây, trên đám 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 mây ha, công nghệ cloud á, điện toán đám mây á. Vì vậy, sự tiến hóa của máy tính không phải là một bí ẩn, nó đang đi theo con đường mòn của những công nghệ tiền nhiệm như là điện, giấy và nước máy. Nhưng mà máy tính và internet vẫn đang phát triển. Nhà kinh tế học John Steele Gordon được hỏi liệu cuộc cách mạng này đã kết thúc hay chưa? Trời ơi, không, sẽ còn đến cả trăm năm trước khi nó kết thúc hoàn toàn, giống như là động cơ hơi nước. Hiện tại internet với chúng ta đang ở điểm giống như đường sắt vào năm 1850, đây mới chỉ là điểm khởi đầu. Chúng ta cũng nên lưu ý rằng đây không phải ở chúng ta cũng nên lưu ý rằng không phải mọi công nghệ đều bước vào giai đoạn 3 và 4 ví dụ hãy xem xét đầu máy xe lửa giao thông cơ giới bước vào giai đoạn 1 đầu những năm 1800 với sự ra đời của đầu máy hơi nước hàng trăm người chia sẻ một đầu máy duy nhất chúng ta bước vào giai đoạn hoai với sự ra đời của đầu máy cá nhân hay còn gọi là xe hơi vào đầu những năm 1900 nhưng mà đầu máy xe lửa và xe hơi chủ yếu là một hộp trên đường ray hoặc là bánh xe đã không thay đổi nhiều trong những thập kỷ qua cái đã thay đổi là những cải tiến chẳng hạn như các động cơ mạnh mẽ và hiệu quả hơn cũng như là thông minh hơn Vì vậy những công nghệ mà không thể bước vào giai đoạn 2 và giai đoạn 4 sẽ được cải thiện Ví dụ chúng sẽ có những con chip để trở nên thông minh Một số công nghệ phát triển theo tất cả các giai đoạn đến tận giai đoạn thứ tư như điện, máy tính, giấy và nước máy Những công nghệ khác vẫn bị mắc kẹt ở giai đoạn trung gian Nhưng chúng tiếp tục phát triển bằng cách có những cải tiến như chip và nâng cao hiệu quả đó là bốn giai đoạn của công nghệ trong rất nhiều loại công nghệ ha. <laughs> ok, thì đọc tới cái này thì mình có một cái suy nghĩ về máy tính, về máy tính. Cái này là một cái suy nghĩ sau <laughs> sau nhiều cái cuốn đọc. Thì mình 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 nghĩ nha, tương lai chúng ta sẽ không cần phải dùng một cái máy tính có một cái bộ vi xử lý mạnh nữa. Đó. Tại vì ngày nay các bạn thấy internet đang ngày càng mạnh và ngày càng phổ biến. Khi mà bây giờ người ta bắt đầu có internet bằng vệ tinh luôn rồi. Khi mà có internet vệ tinh phổ biến là chúng ta đi ở bất kỳ một nơi nào trên trái đất này á cũng đều được phủ bằng internet. Như vậy thì thông tin sẽ không được xử lý bằng những cái con chiếc máy tính nữa. Chúng ta không cần phải mua những cái siêu máy tính để nó chúng ta có thể chơi game xịn nữa mà chúng ta sẽ kết nối internet và sử dụng cái đường truyền internet sử dụng cái cái chip xử lý ở một cái hệ thống máy chủ của những cái công ty nào đó lớn ha chẳng hạn như microsoft hoặc là google vân vân và nó sẽ xử lý cái thông tin đó và nó truyền dữ liệu chẳng hạn như là nếu mà chúng ta muốn chơi một cái siêu game một cái game siêu nặng hình ảnh siêu đẹp đi đó thì chúng ta không phải mua một cái siêu máy tính nữa chúng ta chỉ cần vào mạng chúng ta tải cái dữ liệu vào cái máy tính mà của google đặt ở bên kia đầu thế giới đó ở dưới đáy biển bên kia đầu thế giới ha và nó sẽ xử lý và nó truyền lại cái tín hiệu như chúng ta chơi game trên youtube vậy các bạn đó nó sẽ nó sẽ như vậy mình nghĩ tương lai nó sẽ như vậy và người ta đang phát triển cái công nghệ nó như vậy và mình thấy là cái hướng đi nó hoàn toàn hợp lý những cái hướng đi của những cái công ty lớn hiện nay á, nó hoàn toàn giống như theo cái hướng đó các bạn thường những công ty lớn đó, họ sẽ có cái thông tin trước chúng ta ha trước người sử dụng họ sẽ gọi là họ sẽ tạo ra xu hướng thì mình nghĩ cái xu hướng mà họ đang tạo ra là là như vậy ha đầu tiên là internet bây giờ bắt đầu phổ cập một cách là mọi nơi trên thế giới đều có và nó ngày càng rẻ ngày càng mạnh đó thì không có vấn đề gì chúng ta phải phải cần phải mua một cái siêu máy tính nữa chúng ta chỉ cần một cái mạng internet siêu mạnh thôi đó rồi chúng ta kết nối với những cái siêu máy tính ở khắp thế giới và chúng ta có thể làm mọi thứ ha tính toán mọi thứ rất là nhanh nhờ vào công nghệ điện toán đám mây nữa hai chào con cáo nhỏ nha chào minh dũng chào đăng khoa ok tại sao có bong bóng và suy thoái cái phần vừa rồi chúng ta là đọc là bốn giai đoạn công nghệ là bốn cái giai đoạn phát triển từ mới có mới tạo ra và nó trần trở nên phổ biến đại trà và tới cái mức là người ta không để ý nó luôn chẳng hạn như điện Chúng ta bước vô nhà, tự nhiên trong nhà có điện ở trong tường là chúng ta đâu có để ý là dây điện phải mắc làm sao, phải cắm vô chỗ nào chỗ nào ha. Tự nhiên nó có vậy rồi, chúng ta mặc định là nó có ha. Ok. Thì uh, vừa rồi là phần vừa rồi chúng ta đọc về cái sự phát triển và và tiếp theo, tại sao có bong bóng và suy thoái. Nhưng ngày nay sau cuộc suy thoái lớn năm 2008, một số người cho rằng tất cả những tiến bộ này là ảo ảnh, rằng chúng ta phải quay trở lại những ngày đơn giản hơn rằng có lỗi sai hỏng cơ bản tồn tại đâu đó trong hệ thống. Khi nhìn sâu vào lịch sử, thật dễ dàng để chỉ ra những điều bất ngờ. Với những bong bóng khổng lồ và suy thoái dường như không biết xuất hiện từ đâu, chúng có vẻ ngẫu nhiên, một sản phẩm phụ của sự mập mờ số phận và sự điên rồ của con người. Các nhà sử học và kinh tế học đã viết rất nhiều về suy thoái năm 2008, cố gắng hiểu rõ hơn bằng cách kiểm tra nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như bản chất con người tham lam, tham nhũng, lỗ hỏng luật pháp, điểm yếu trong giám sát. Tuy nhiên, tôi có một cách nhìn khác về cuộc suy thái lớn. Nhìn nhận qua lăng kính khoa học về lâu dài, khoa học là động cơ của sự thịnh vượng. Ví dụ, The Oxford Encyclopedia, ở tên tiếng Việt đi, bách khoa toàn thư của Oxford về lịch sử kinh tế, trích dẫn các nghiên cứu rằng 90% tăng tưởng thu nhập ở Anh và Mỹ sau năm 1780 là nhờ đổi mới công nghệ, không đơn thuần là tích lũy vốn. Nếu không có khoa học, chúng ta sẽ bị ném trở lại quá khứ mù mờ hàng thiên niên kỷ, nhưng khoa học không đồng nhất, nó đến theo từng đợt, một bước đột phá then chốt. Ví dụ, động cơ hơi nước, bóng đèn, bóng bán dẫn thường kéo theo một loạt các phát minh thứ cấp sau đó tạo ra một trận tuyết lở của đổi mới và tiến bộ. Vì chúng ta tạo ra một lượng của cải, những con sóng này nên được phản ánh trong nền kinh tế. Làn sóng lớn đầu tiên là năng lượng hơi nước dẫn đến việc tạo ra đầu máy xe lửa. Năng lượng hơi nước đã mang lại cuộc cách mạng công nghiệp khiến cho xã hội chuyển mình mạnh mẽ. Sức mạnh hơi nước đã tạo ra sự giàu có thịnh vượng nhưng dưới chủ nghĩa tư bản của cải không bao giờ nằm yên một chỗ, nó cần lưu chuyển. Các nhà tư bản vẫn đang liên tục săn tìm những mối hời và sẽ đầu tư của cải vào nhiều kế hoạch đầu cơ hơn. Tuy nhiên đôi khi điều này sẽ gây ra hậu quả thảm khốc. Vào đầu những năm 1800, Phần lớn tài sản nhàn rỗi tạo ra bởi sức mạnh của hơi nước và cuộc cách mạng công nghiệp đã được đầu tư vào các cổ phiếu uh, cổ phiếu đầu máy xe lửa trên sở giao dịch chứng khoán London. Trên thực tế, bong bóng bắt đầu hình thành. Cùng hàng loạt công ty đầu máy xuất hiện trên sở giao dịch chứng khoán London. Virginia Postrel, nhà báo kinh doanh của tờ New York Times viết một thế kỷ trước, các công ty đường sắt chiếm một nửa số chứng khoán niêm yết trên sàn chứng khoán New York vì công nghệ đồ máy xe lửa vẫn còn trong giai đoạn trứng nước. Bong bóng này không bền vững và cuối cùng cũng đã nổ tung, tạo ra cơn suy thoái năm 1850. Một trong những cơn suy thoái lớn nhất trong lịch sử chủ nghĩa tư bản. Tiếp theo đó là một loạt các suy thoái nhỏ xảy ra gần như mỗi thập kỷ. Hệ quả của sự giàu có dư thừa sinh ra từ một cuộc cách mạng công nghiệp. Có sự trớ treo ở đây, Thời kỳ hoàng kim của đường sắt là vào những năm 1880 và 90. Vì vậy, suy thoái năm 1850 là do sốt đầu cơ và của cải được tạo ra nhờ khoa học. Nhưng việc trải đường sắt khắp toàn cầu đã cần thêm nhiều thập kỷ nữa để thực hiện. Thomas Friedman viết, vào thế kỷ thứ 19, nước Mỹ bước vào cơn bùng nổ đường sắt, bong bóng và phá sản. Nhưng ngay cả khi bong bóng đó nổ tung, nó đã để lại trên nước Mỹ một cơ sở hạ tầng đường sắt giúp cho việc đi lại và vận chuyển xuyên lục địa trở nên dễ dàng và rẻ hơn đáng kể. Thay vì tư bản rút ra một bài học, chu kỳ này lại bắt đầu lặp lại ngay sau đó. Một làn sóng thứ hai của công nghệ lây lan dẫn đầu bởi các cuộc cách mạng điện và ô tô của Edison và Ford, điện khí, uh, điện khí hóa, nhà máy và hộ gia đình, cũng như là sự gia tăng của mẫu Model T một lần nữa tạo ra của cải dư thừa như mọi khi của cả dư thừa phải được chuyển đi đâu đó. Trong trường hợp này, nó đã đi vào thị trường chứng khoán Mỹ dưới hình thức bong bóng cổ phiếu tiện ích và ô tô. Mọi người đã bỏ qua bài học về đợt suy thoái năm 1850 vì nó đã xảy ra 80 năm trước trong quá khứ mờ nhạt. Từ năm 1900 đến năm 1925, số lượng các công ty ô tô khởi nghiệp đạt con số 3.000 làm méo mó thị trường. Một lần nữa, bong bóng này không bền vững. Vì nhiều lý do, bong bóng nổ tung vào năm 1929, tạo nên cuộc đại suy thoái. Nhưng mà trớ trêu thay, phải đến những năm 1950-1960 sau suy thoái, công cuộc làm đường và điện khí hóa của Mỹ và châu Âu mới bắt đầu gần đây chúng ta có làn sóng khoa học vĩ đại thứ ba sự xuất hiện của công nghệ cao dưới dạng máy tính laser vệ tinh không gian internet và điện của cải dư thừa được tạo ra bởi công nghệ cao phải chuyển đi đâu đó trong trường hợp này nó đã đi vào bất động sản tạo ra một bong bóng khổng lồ với giá trị của bất động sản bùng nổ ao ạt người ta bắt đầu vay thế chấp giá trị căn nhà của họ sử dụng chúng như một hình thức tiết kiệm sinh lời và can làm bong bóng phình to các chủ ngân hàng vô đạo đức thúc đẩy bong bóng này bằng cách ồ ạt cho vay. Một lần nữa, mọi người đã bỏ qua bài học về các vụ suy thoái năm 1850 và 1929 xảy ra 160 và 80 năm trước. Cuối cùng, bong bóng mới này không thể được duy trì và chúng ta đã có vụ sụp đổ năm 2008 và cuộc suy thoái kinh tế lớn. Điều này dẫn đến câu hỏi tiếp theo, làn sóng thứ tư là gì? không ai có thể chắc chắn. Nó có thể là sự kết hợp giữa trí thông minh nhân tạo và công nghệ nano, viễn thông và công nghệ sinh học như là các chu kỳ trước có thể mất thêm 80 năm nữa để các công nghệ này tạo ra một làn sóng của cải dư thừa. Khoảng năm 2090, hy vọng mọi người sẽ không bỏ qua bài học của 80 năm trước đó. Đó. Ok, như vậy là phần phần này là hơi hơi về kinh tế mà kinh tế này kinh tế vĩ mô ha. Đọc lên thì nhiều người sẽ rất là khó hiểu. <laughs> sự tạo ra bong bóng và bùng nổ. Cái này mà về Việt Nam thì Việt Nam có bong bóng gì ta? Việt Nam có bong bóng bất động sản nè, bong bóng nhưng mà nó chưa nổ nên không thể lấy làm ví dụ, không biết nó nổ thì sẽ như thế nào ha. Bong bóng là sao khi mà một cái giá trị của một sản phẩm gì đó người ta nghĩ là giá trị của nó cao hơn cái giá trị hiện tại nó có thể đạt được ha và tới một mức nào đó người ta giống như giống như là mình lấy ví dụ đi mình lấy một ví dụ đi giống như cây bút này cái bút này à, mình sẽ nói là cái bút này là một cái bút ma thuật đó mình nói vậy cái tự nhiên xuất hiện trên mạng tiktok một người gọi là pa cho mình pa gọi là lấy cái bút này lên và có thể tạo ra ma thuật gì đó mình không biết để như viết chữ trong không khí đi đó tự nhiên mọi người cho cái bút này thần kỳ quá à, có thể viết chữ được trong không khí đó thế là họ đổ tiền vô họ nghĩ là à cái cây bút này nó sẽ tạo ra một cái giá trị gì đó kinh khủng khiếp thế là họ sẽ đầu tư cái công ty mình để sản xuất ra hàng hàng triệu cây bút này đó thế là công ty mình trị giá hàng triệu đô gì đó ví dụ như vậy chứ không có nha. <laughs> thì ví dụ như vậy, sau đó tự nhiên lúc mà mình bán ra thì cái bút viết chữ không khí nó không ứng dụng được gì cả, nó không có giá trị thực tế. Thế là không ai mua hết. Thế là thực ra cái giá trị công ty mình á, cái giá trị thực á là tạo ra một cái sản phẩm mà không có giá trị gì cả. Thế là không ai mua hết. Thế là bong bóng bị nổ. Công ty trị giá hàng triệu đô mình thực ra không đáng giá gì hết. Thế là mọi người đổ xô đi bán đi thì những cái nhà đầu tư mà đã đổ tiền vào cái bút này sẽ bị mất tiền đó thấy là uh, bong bóng bị bể và bị suy thái Ở công ty mình càng ngày càng đi xuống đó thì đó là một cái mình lấy một cái ví dụ để các bạn hiểu về bong bóng và và suy thái là thế nào uh, đầu cơ này nọ tạo ra bong bóng á thì như vậy thì những cái bong bóng mà ở trong quá khứ rất nhiều bong bóng tạo ra do sự dư thừa của cải, có nghĩa là người ta tạo ra một cái công nghệ mới và cái công nghệ đó đã khiến cho những những cái 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 người tạo ra cái đó uh, được hưởng lợi và những người sử dụng đầu tiên được hưởng lợi, họ có rất nhiều tiền. Mà tiền á trong chủ nghĩa tư bản thì họ không thể để bình thường được, họ phải đầu tư cái này cái kia. Bạn thấy Việt Nam họ dư tiền thì làm cái gì? Bỏ vô ngân hàng nè, uh, để tạo ra lời hoặc là người nào biết kinh doanh thì sẽ đầu tư chứng khoán đầu tư vàng đầu tư đất vân vân tiền lúc nào cũng phải di chuyển ha nhưng mà tới một ngày nào đó khi mà họ dự đoán công nghệ nào họ đầu tư á nó 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 bị thổi phồng quá mức và nó suy thoái nó nó nổ họ phát hiện ra cái giá trị nó không đúng như vậy nó nổ thì mọi người bắt đầu bán tháo đi thì tự nhiên những những cái nền kinh tế đang được xây dựng trên những cái 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 phần đầu tư đó nó bị banh chành ha đó thì sẽ tạo ra cái suy thoái kinh tế nó không có đi lên nữa mà nó đi xuống thì trong quá khứ rất nhiều ha trong quá khứ suy thoái kinh tế rất nhiều Việt Nam chúng ta cũng bị ảnh hưởng suy thoái kinh tế năm 2008 của Mỹ nhưng mà Việt Nam cũng bị ảnh hưởng ha rồi cái dịch Covid vừa rồi cũng khiến chúng ta khó khăn chúng ta suy thoái đi thì như vậy công nghệ công nghệ ảnh hưởng rất nhiều tới cái 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 tạo ra bong bóng tới cái cái giá trị tích lũy được của chúng ta tạo ra bong bóng và sau đó là tạo ra suy thoái kinh tế ha thì công nghệ ảnh hưởng rất nhiều tới cái việc đó Ý của tác giả là như vậy Hai chào Trọng Nghĩa nha uh, Chào Đăng Khoa Công VB chia sẻ Đa số người dân không thể mua nhà Nhưng chung cư cao cấp vẫn mọc nên như lắm Như nấm. Nghịch lý vẫn tồn tại Đó là một cái nghịch lý mà mình thấy uh, Rất nhiều quốc gia đang có nha Và mình là một trong những cái giới trẻ uh, Sống trong cái thời kỳ này Thì các bạn không biết các bạn thấy sao nhiều lần mình nghĩ có đi làm giống như là lương các bạn tháng cho 30 triệu đi Đó các bạn để dành được 10 triệu một tháng Thì năm có nhiêu đâu, năm có hai 120 triệu các bạn Các bạn làm đi, đi làm 10 năm được có tỷ 2 à, được cái chân của ngôi nhà Thì chắc chúng ta chỉ có thể đi mua chung cư thôi đúng không? À, đi mua chung cư thì thì chung cư tỷ 2 giờ cũng đâu là cái gì đâu các bạn chung cư tỷ 2 giờ tuốt tuốt ở ngoài ngoại ô á đó. đó. thì các bạn tưởng tượng các bạn đi làm 10 năm trời tích lũy tháng 10 triệu đi cũng chả để làm gì hết đó như vậy thì cái giới trẻ ở cái này là nhiều nước bị nha cái giới trẻ sẽ sinh ra là ở Nhật Bản cũng có nha ở những cái đô thị mà phát triển mà nhà ở bị thổi phòng bong bóng quá cao đó, họ sẽ sinh ra là tâm lý hưởng thụ tích lũy đi làm gì khi mà chúng ta có tích lũy cả đời cũng chả mua được cái gì cả đó thì tại sao chúng ta phải tích lũy thế là chúng ta cứ hưởng thụ sống uh, sống nay chết mai sống chỉ biết uh, ngày mai thôi đó vân vân giống ví dụ như vậy thì mình nghĩ đây là một cái vấn đề cần phải thật sự cần phải khắc phục á chứ không thôi là tạo ra sự mất cân bằng xã hội và cái mất cân bằng xã hội trong lịch sử sẽ tạo ra những cái cuộc gọi là uh, cách mạng ha <laughs> rất là khủng khiếp, rất là khủng khiếp. Này không phải là nói chơi nha, cái này là cái suy nghĩ của mình có từ lâu rồi và mình thấy là nó rất là rất là có khả năng xảy ra ha. Những cái cuộc cách mạng, thường thường các bạn thấy những cuộc cách mạng là do đâu? Do người nghèo, họ nghèo quá rồi, họ không tích lũy nổi nữa thì họ sẽ gọi là họ bùng dậy và họ muốn đảo mới lại cái sự phân chia tài sản thì sẽ phải tạo ra thôi. giống như mà chúng ta đọc trong cái cuốn 12 quy luật cuộc sống tác giả có giải thích về cái vòng âm dương các bạn là sự hỗn loạn và trật tự. khi mà hỗn loạn có quá nhiều rồi thì tự nó sẽ sinh ra trật tự ha. khi mà trật tự quá lâu rồi thì nó cũng sẽ có khả năng tạo ra hỗn loạn. trong hỗn loạn có trật tự và trong trật tự có hỗn loạn những cái cuộc cách mạng nó sẽ tạo ra những cái trật tự mới và những cái trật tự nếu mà nó không hợp lý lâu quá thì nó sẽ tạo ra những cái hỗn loạn mới ha đó thì cái về cái cái nghịch lý nhà ở thì mình thấy là không biết giải quyết như thế nào nhưng mà đó là một cái vấn đề gọi là rất là nhức nhối luôn cái thời xưa bố mẹ chúng ta ai cũng có thể có cái nhà hết nhưng mà tới thời này chúng ta có thể đi làm cả đời luôn cũng không thể mua được một cái miếng đất cũng không thể mua được nhà ha thì coi như làm làm gì tập trung vô để dành dụm rồi tích lũy để làm gì ha hai chào Ngọc Bảo chào Phạm Hoàng nha chào Việt Anh ok tiếp tục tương lai trung hạn từ năm 2030 đến năm 2070 người chiến thắng và kẻ thua cuộc việc làm nhưng mà khi công nghệ phát triển chúng tạo ra những thay đổi đột ngột trong nền kinh tế mà đôi khi làm cho xã hội rối loạn trong mọi cuộc cách mạng có những người chiến thắng và kẻ thua cuộc điều này sẽ trở nên rõ ràng hơn cho đến tương lai trung hạn này chúng ta không còn có thợ rèn và thợ làm xe kéo chúng ta không luyến tiếc gì về sự ra đi của những ngành nghề này nhưng mà câu hỏi đặt ra là đến tương lai trung hạn những ngành nghề nào sẽ lên ngôi sự phát triển của công nghệ sẽ thay đổi cách chúng ta làm việc như thế nào chúng ta có thể xác định một phần đáp án bằng cách đặt câu hỏi đơn giản những hạn chế của robot là gì nhưng chúng ta đã thấy có ít nhất hai trở ngại cơ bản đối với sản, à, trí tuệ nhân tạo nhận dạng mẫu và lẽ thường do đó các công việc sẽ tồn tại trong tương lai chủ yếu là những việc mà robot không thể thực hiện chính là những công việc đòi hỏi hai khả năng này trong số lao động chân tay kẻ thua cuộc sẽ là những công nhân chỉ thuần túy thao tác lặp đi lặp lại như là các công nhân tự động trên dây chuyền sản xuất bởi vì các robot vượt trội về điều này máy tính tạo ra ảo tưởng rằng chúng sở hữu trí thông minh nhưng đó chỉ là vì chúng có thể nhanh hơn hàng triệu lần so với con người chúng ta quên rằng máy tính chỉ là các máy móc phức tạp và công việc lặp đi lặp lại là những gì mà chúng làm tốt nhất đó là lý do tại sao một số công nhân lắp ráp ô tô là một trong những người đầu tiên bị ảnh hưởng bởi cách mạng máy tính điều này có nghĩa rằng bất kỳ công việc nhà máy nào có thể được giảm xuống thành một tập hợp các chuyển động được lên kế hoạch trước lặp đi lặp lại sẽ biến mất đáng ngạc nhiên hơn là một phần lớn công nhân lao động không những sống sót trong các cuộc cách mạng máy tính mà còn phát triển mạnh mẽ người chiến thắng sẽ là người thực hiện công việc không cạnh tranh đòi hỏi nhận dạng mẫu người gom rác cảnh sát công nhân xây dựng người làm vườn và thợ sửa ống nước sẽ có việc làm trong tương lai để lấy rác ở các hộ gia đình. Người gom rác phải nhận ra những túi rác, đặt chúng vào xe tải và đưa ra bãi rác. Nhưng mà mỗi mảnh rác đòi hỏi một phương pháp xử lý khác nhau. Đối với công, các công nhân xây dựng, mọi công việc đều yêu cầu các công cụ, bản thiết kế và hướng dẫn khác nhau. Không có hai công trường xây dựng hoặc hai nhiệm vụ giống hệt. Cảnh sát phải phân tích nhiều tội ác trong các tình huống khác nhau. Hơn nữa, họ cũng phải hiểu động cơ và phương pháp phạm tội vượt xa khả năng của bất kỳ máy tính nào. Tương tự, mỗi khu vườn và bồn rửa đều khác biệt, đòi hỏi thợ sửa ống nước phải có các kỹ năng và các công cụ riêng. Này mình nói là trí tuệ nhân tạo hiện nay thôi nha Thì nó phụ thuộc vào hai yếu tố Đó là nhận lệ, nhận dạng mẫu và lẽ thường Như vậy những cái công việc mà <laughs> mà đòi hỏi những những cái mà trí tuệ nhân tạo chưa cover được á thì chúng ta vẫn tương lai nó vẫn an toàn ha nhưng mà những công việc mà mà nó cứ lặp đi lặp lại nó máy móc thì tương lai rất có thể là bị thay thế những công nhân đó sẽ bị thay thế ha trong số lao động trí thức kẻ thu cuộc sẽ là những người làm những công việc trung gian như là kiểm kê hay là kế toán điều này có nghĩa là các đại lý cấp thấp các nhà môi giới các nhân viên giao dịch kế toán sẽ ngày càng thiếu việc vì công việc của họ dần biến mất những công việc này được gọi là khung sườn của chủ nghĩa tư bản người ta có thể mua một vé máy bay bằng cách lướt quét với giá tốt nhất mà không cần qua đại lý du lịch Ví dụ, Mario Lynch nổi tiếng tuyên bố rằng họ sẽ không bao giờ áp dụng giao dịch chứng khoán trực tuyến. Họ sẽ luôn giao dịch cổ phiếu theo cách cổ điển. John Stephen, tưởng môi giới của trưởng môi giới của Mary uh, Mary nói Mô hình tự đầu tư tập trung vào giao dịch trên internet nên được coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với tình hình tài chính của nước Mỹ. Vì vậy, thật bẽ bàng khi họ buộc phải sử dụng giao dịch trực tuyến do sức ép thị trường vào năm 1999. hiếm khi nào trong lịch sử các nhà lãnh đạo trong một ngành công nghiệp buộc phải thay đổi hoàn toàn và gần như chỉ qua một đêm áp dụng phương pháp về cơ bản là một mô hình kinh doanh mới. Charles Gasparino của trang tin tức ZDNet viết điều này cũng có nghĩa là mô hình kim tự tháp của doanh nghiệp sẽ thưa dần vì những người tầng ở trên cùng có thể tương tác trực tiếp với lực lượng bán hàng và đại diện trong lĩnh vực này nên cần có những người trung gian thực hiện các đơn đặt hàng từ phía trên trên thực tế việc cắt giảm như vậy đã xảy ra khi máy tính cá nhân lần đầu tiên được sử dụng trong văn phòng vậy người trung gian sẽ sống sót như thế nào trong tương lai họ sẽ phải tăng thêm giá trị cho công việc và cung cấp một mặt hàng mà robot không thể mang lại đó là lẻ thường tác giả nói dùng cái từ lẻ thường thì hơi khó hình dung được lẻ thường là cái gì giữa con người và máy móc thì lẻ thường là cái gì ha Ví dụ trong tương lai, bạn sẽ có thể phải mua một tòa nhà trên Internet thông qua đồng hồ hoặc kính áp tròng, nhưng không ai sẽ mua nhà theo cách này vì đây là một trong những giao dịch tài chính quan trọng nhất trong đời sống. Đối với các giao dịch mua sắm quan trọng như mua nhà, bạn phải nói chuyện với một người có thể cho bạn biết trường học tốt ở đâu, tỷ lệ tội phạm ở mức thấp, hệ thống thoát nước hoạt động như thế nào. Video này, bạn muốn nói chuyện với một nhân viên có kinh nghiệm để đánh giá thêm tương tự như vậy các nhà môi giới chứng khoán cấp thấp đang dần mất việc do giao dịch trực tuyến nhưng mà các nhà môi giới chứng khoán đưa ra lời khuyên đầu tư hợp lý khôn ngoan sẽ luôn được chào đón các nhân viên môi giới sẽ tiếp tục mất việc trừ khi cung cấp được các dịch vụ gia tăng như là sự khôn ngoan của các nhà phân tích thị trường hàng đầu và các nhà kinh tế hoặc trở thành nhà môi giới kỳ cựu trong một thời đại khi mà giao dịch trực tuyết giảm chi phí giao dịch chứng khoán một cách thông thương tiếc các nhà môi giới chứng khoán sẽ chỉ tồn tại nếu tiếp tục được phẩm chất vô hình của họ chẳng hạn như kinh nghiệm kiến thức và khả năng phân tích vì vậy trong số lao động trí thức người chiến thắng sẽ là những người có thể cung cấp cảm giác lẻ thường hữu ích đây là những người làm những công việc sáng tạo nghệ thuật diễn xuất kể chuyện cười viết phần mềm lãnh đạo phân tích khoa học sáng tạo những phẩm chất khiến mà chúng ta trở thành con người những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật sẽ có việc làm vì Internet luôn đối khác vô độ đối với nghệ thuật sáng tạo. Máy tính rất giỏi sao chép nghệ thuật và giúp các nghệ sĩ tôn tạo nghệ thuật, nhưng chúng rất khốn khổ khi khởi đầu một loại hình mới. Nghệ thuật trìm cảm hứng, hấp dẫn, gợi cảm xúc và làm chúng ta kinh ngạc vượt quá khả năng của một máy tính bởi tất cả những phẩm chất này đều cần vận dụng lẽ thường. Tiểu thuyết gia, biên kịch, nhà soạn kịch sẽ có việc làm vì họ phải truyền đạt những cảnh thực tế, những xung đột của con người cũng như chiến thắng và thất bại của con người. Đối với máy tính, mô hình hóa bản chất con người liên quan đến hiểu biết động cơ và ý định vượt quá khả năng của chúng. Máy tính không giỏi xác định điều gì khiến cho con người khóc hay cười vì bản thân chúng không thể khóc cười cũng như là hiểu điều gì là vui hay buồn. Những người liên quan đến quan hệ con người chẳng hạn như luật sư sẽ có việc làm Mặc dù robot luật sư có thể trả lời những câu hỏi cơ bản về luật pháp, bản thân luật pháp đang thay đổi liên tục, tùy thuộc vào sự thay đổi của các tiêu chuẩn xã hội và đạo đức. Cuối cùng, việc diễn giải luật pháp mang tính chủ quan, điều mà máy tính kém cỏi nếu luật pháp chỉ đơn giản bao gồm các giải thích rõ ràng thì sẽ không cần tòa án thẩm phán và các bồi thẩm đoàn. Một robot không thể thay thế bồi thẩm đoàn vì các bồi thẩm đoàn thường đại diện cho tinh thần của một nhóm cụ thể, mà nhóm này lại liên tục thay đổi theo thời gian. Điều này rõ ràng nhất khi mà thẩm phán tòa án tư pháp tối cao Porter Stewart phải định nghĩa văn hóa phẩm đồi trụy. Ông đã không đưa ra được định nghĩa như kết luận nếu nhìn thấy nó, tôi sẽ biết. <laughs> Ok cái này là mình mình thấy là tác giả đưa ra những cái công việc nào mà nó không có rập khuôn không có khuôn mẫu nó yêu cầu phải tạo ra những cái mới những cái sáng tạo mới ờ, <laughs> hoặc là những cái công việc không cần phải sáng tạo nhưng mà mỗi cái uh, mỗi cái cái hành động đó nó cần phải một cách khác nhau chẳng hạn như đơn giản là việc nhặt rác đi đó mỗi cái loại rác phải được phân loại xử lý khác nhau rồi phải được làm cách khác nhau thì máy móc nó không có nó không có phức tạp như vậy. Bây giờ nó chưa có phức tạp như vậy thì những công việc đó trong tương lai gần nó có thể uh, an toàn ha, nó có thể uh, chúng ta không có bị máy móc thay thế. Ok, uh, bỏ qua, vượt qua chương này ha. Đây là những cái dự đoán về những cái loại công việc thôi. Chúng ta chỉ nắm bản chất thôi, nắm cái bản chất của nó thôi ha. Còn chúng ta cũng không cần phải đi sâu uh, theo tác giả mô tả rất là nhiều cái loại công việc. OK tương lai của giải trí, cái này à, sẵn nói về một phần, tại vì cái cái phần này về AI á, à, được à, hơi nhiều sách nói là ví dụ một cái AI một cái trí tuệ nhân tạo mà viết nhạc đi, thì hiện nay người ta có những cái uh, AI nó có thể dựa trên những cái bản nhạc phổ biến những bản nhạc pop á, xong rồi nó viết lại một cái bản nhạc hay như là những cái bản hit luôn các bạn, nghe cực kỳ hay luôn, cực kỳ bắt tay luôn. Và không những vậy, nó có thể gọi là sàng lọc những cái lời bài hát mà hit, rồi nó có thể tự tạo ra những cái lời nhạc luôn, đó. Rồi bây giờ AI có thể tự tạo ra giọng nói theo cái 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 cái, cái uh, theo cái um, ý muốn của chúng ta luôn ha, nghĩa là tạo ra cái 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 giọng mà giống như cái người đó luôn á, đó. Thì nếu như mà chúng ta cứ nghĩ như vậy thì nghĩ à sau này nhạc sĩ rồi ca sĩ làm thế nào để có việc khi mà AI tạo ra hết nhưng mà thật sự thì cái dòng nhạc các bạn thì liên tục phải tạo ra những cái dòng nhạc mới chẳng hạn như hồi xưa rock rock xong rồi qua rap rồi vân vân rock cũng có nhiều cái loại like rock ở trong đó rồi rock với rap rồi pop rồi vân vân nhiều lắm các bạn blue rồi chuyển qua rock ha thì người ta luôn cần những cái sáng tạo mới tạo ra những cái thể loại mới kết hợp này chút kết hợp với kia chút à, lời nhạc thì sẽ thay đổi một chút chứ nó không phải lúc nào cũng giống giống như nhau thế là những cái đó thì nó không có khuôn mẫu được thế là máy móc thì chưa làm việc đó chưa làm được việc đó ha không biết sau này thế nào không biết sau này người ta có lập trình được ai suy nghĩ như con người không sáng tạo như con người không nhưng mà hiện tại nó chỉ sáng tạo ở một cái mức nào đó và nó vẫn có hạn chế ha thì tương lai con người vẫn có thể làm ở những cái công việc đó được Ok, tiếp tục nha. Tương lai của giải trí. Điều này cũng có nghĩa là toàn bộ ngành công nghiệp, chẳng hạn như giải trí, đang trải qua một biến động sâu sắc. Ví dụ, ngành công nghiệp âm nhạc từ thời xa xưa được xây dựng nhờ từng nhạc sĩ, những người đã đi từ thị trấn này sang thị trấn khác, tạo dấu ấn cá nhân. Những người làm giải trí dựng sân khấu trên đường, hôm nay ở làng này, ngày mai sang làng khác, đó là một cuộc sống bấp bênh, mang lại ít tiền bạc. Mô hình cũ này đã thay đổi đột ngột khi mà Thomas Edison phát minh ra máy quay đĩa và mãi mãi thay đổi cách chúng ta nghe nhạc đột nhiên một ca sĩ có thể sản xuất và bán hàng triệu bản thu về doanh thu trên một quy mô không thể tưởng tượng được trước đây chỉ trong vòng một thế hệ các ca sĩ nhạc rock trở thành người giàu có trong xã hội những ngôi sao nhạc rock vốn có thể là những người bồi bàn rách rưới ở thế hệ trước để trở thành thần tượng của giới trẻ nhưng thật không may, ngành công nghiệp âm nhạc đã bỏ qua những dự đoán của các nhà khoa học rằng sẽ tới ngày mà âm nhạc sẽ được dễ dàng gửi qua internet như là email. Ngành công nghiệp âm nhạc thay vì đặt nền tảng cho bán hàng trực tuyến lại đi kiện các công ty mới nổi cung cấp nhạc chỉ với một phần chi phí của một đĩa CD. Điều này giống như chuyện nước ngược sóng, việc bỏ qua này đang gây ra sự hỗn loạn trong ngành công nghiệp âm nhạc báo chí cũng đang đối mặt với tình thế khó xử tương tự theo truyền thống báo chí có thể dựa vào dòng doanh thu ổn định từ các nhà quảng cáo đặc biệt là trong phần rao vặt dòng doanh thu không đến từ quá nhiều từ việc bán báo mà từ mà doanh thu quảng cáo các trang đã tạo ra nhưng giờ đây chúng ta cũng có thể tải xuống tin tức hàng ngày miễn phí và quảng cáo trên toàn quốc trên nhiều trang web quảng cáo trực tuyến khác nhau kết quả là các tờ báo trên khắp đất nước đang bị thu hẹp lại về kích thước và mức độ lưu hành nhưng mà quá trình này sẽ không mấy lâu dài. Có rất nhiều thứ nhảm nhí trên Internet với những kẻ hàng ngày rao giảng bao chuyện lạ đời cho công chúng và đám người cuồng tín rằng cuối cùng mọi người sẽ trân quý một mặt hàng mới, sự thông thái. Các sự kiện ngẫu nhiên không liên quan gì đến sự thông thái. Trong tương lai mọi người sẽ thấy mệt mỏi với những người viết blog điên rồ và tìm kiếm những trang web tin cậy để thu nạp tri thức thực sự. Như là nhà kinh tế học Hamish Macri đã nói, trên thực tế, phần lớn thông tin này là rác rưởi chỉ như là thư rác. Ông tuyên bố, ốc phán đoán tốt sẽ tiếp tục được đánh giá cao. Các nhà phân tích tài chính thành công vẫn là những nhà khoa học được trả lương cao nhất trên thế giới. Ok, đó là phần tương lai của giải trí ha. À, đọc thấy vấn đề mà, nhưng mà chưa thấy giải pháp. <laughs> ma trận. Ok, ma trận là về Hollywood nè. Nhưng còn về các diễn viên Hollywood thì sao? thay vì trở thành những người nổi tiếng trong phòng vé và là chủ đề bàn tán của đám đông, các diễn viên có lâm vào cảnh thất nghiệp hay không. Gần đây đã có những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực thiết kế đồ họa máy tính, dựng hình cơ thể con người để có thể xuất hiện gần như thật. Các nhân vật hoạt hình hiện có các tính năng 3D và độ bóng, vì vậy liệu các diễn viên có sớm trở nên lỗi thời hay không? Có lẽ là không, có những vấn đề cơ bản như là mô phỏng khuôn mặt người bằng máy tính con người đã phát triển một khả năng kỳ lạ để phân biệt khuôn mặt của nhau vì sự sống còn của chúng ta phụ thuộc vào khả năng này trong chớp mắt chúng ta phải nhận ra ai đó là bạn hay thù trong vài giây chúng ta phải nhanh chóng xác định tuổi tác giới tính cảm xúc của một con người những người không thể làm điều này sẽ không thể sống sót để truyền gen cho thế hệ tiếp theo do đó bộ não con người dành một lượng đáng kể sức mạnh xử lý của nó để nhận dạng khuôn mặt trên thực tế, trong hầu hết lịch sử tiến hóa của loài người, trước khi học cách nói, chúng ta giao tiếp thông qua cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể. Và một phần lớn sức mạnh bộ não được dành để xem xét các dấu hiệu tinh tế trên khuôn mặt. Nhưng mà các máy tính vốn đã khó có thể nhận ra các đồ vật đơn giản xung quanh chúng lại còn khó khăn hơn nữa khi tái tạo một khuôn mặt mang biểu cảm của con người. Trẻ em cũng có thể nhận ra ngay khuôn mặt chúng nhìn thấy trên màn ảnh là thật hay chỉ là một mô phỏng máy tính. Ngược lại, cơ thể có thể được mô phỏng hóa bằng máy tính dễ hơn nhiều. Khi Hollywood tạo ra những con quái vật thực tế và các nhân vật tưởng tượng trong phim, họ sử dụng một phim tắt, một diễn viên mặc một bộ đồ bó sát có gắn cảm biến trên các khớp nối. Khi mà diễn viên di chuyển hoặc chạy múa, các cảm biến gửi tín hiệu đến một máy tính sau đó tạo ra một nhân vật hoạt hình, thực hiện các chuyển động chính xác như trong phim Avatar tôi từng nói chuyện tại một hội nghị của phòng thí nghiệm quốc gia livermore nơi thiết kế vũ khí hạt nhân và ngồi ăn tối với một người đã tham gia sản xuất phim ma trận ông thú nhận rằng họ phải sử dụng một lượng thời gian tính toán khổng lồ để tạo ra những hiệu ứng đặc biệt ông cho biết một trong những cảnh khó khăn nhất cần tái tạo lại toàn bộ một thành phố tưởng tượng như một chiếc trực thăng bay trên không với thời gian tính toán đủ lâu ông có thể tạo ra một thành phố tưởng tượng tuy nhiên ông thừa nhận mô hình hóa một khuôn mặt người thực tế vượt quá khả năng của mình điều này là bởi khi một chùm ánh sáng chạm vào mặt người nó sẽ phân tán theo mọi hướng tùy thuộc vào kết cấu khuôn mặt mỗi hạt ánh sáng phải được theo dõi bởi máy tính do đó mỗi điểm của da trên khuôn mặt của một người phải được mô tả bởi một hàm toán học phức tạp đó là một bài toán hóc búa thực sự cho một lập trình viên máy tính tôi thấy điều này nghe có vẻ rất giống vật lý năng lượng cao lĩnh vực chuyên môn của tôi trong máy gia tốc hạt chúng tôi phóng một chùm proton đập mạnh vào bia tạo ra hàng loạt các mảnh vỡ phân tán theo mọi hướng sau đó chúng tôi tạo đưa ra một hàm toán học gọi là hệ số dạng mô tả từng dạng à, từng hạt nửa đùa à, nửa đùa nửa thật tôi hỏi liệu có mối quan hệ nào giữa khuôn mặt người và vật lý năng lượng cao hay không có ông trả lời các nhà đồ họa máy tính sử dụng cùng một cách như là trong vật lý năng lượng cao để tạo ra khuôn mặt bạn giống trên phim tôi chưa bao giờ nhận ra rằng các công các công thức phức tạp mà các nhà vật lý lý thuyết như tôi sử dụng có thể một ngày nào đó giải quyết vấn đề mô hình hóa khuôn mặt con người. Vì vậy chúng ta có thể nhận ra khuôn mặt con người tương tự như cách mà các nhà vật lý phân tích các hạt hạ nguyên tử. Phần mát trận này mình mình không thấy là tác giả dự đoán tương lai là như thế nào ha. Phần này là đã tới được tương lai uh, trung hạn rồi. Nhưng mà những cái này giống như là đang nói về uh, <laughs> mình nhắc lại cuốn sách này xuất bản năm 2011 nên nhiều khi những cái công nghệ nó đi sớm hơn những cái mà lúc mà tác giả viết ha nên nhiều khi nó đi nhanh hơn chẳng hạn như là tác giả đặt ra cái câu hỏi là công nghệ ngày nay có thể thay đổi có thể gọi là à, làm cho những cái diễn viên á họ bị à, mất công việc hay không các bạn nghĩ sao về cái này cái này mình nghĩ hoàn toàn có thể ha khi mà các bạn thấy là cái công nghệ mà nhận diện khuôn mặt rồi tái tạo khuôn mặt á ngay càng nó ngay càng gọi là xịn sò hơn chúng ta có deepfake rồi nè deepfake thì quá nổi tiếng rồi ha deepfake là một cái phần mềm mà có thể thay đổi bất kỳ khuôn mặt nào thành một khuôn mặt người khác nhưng mà hiện nay á nó còn một cái gì nó nó giả giả chúng ta nhìn thì vẫn biết nó là nó là nó là tạo ra bởi máy tính ha nhưng mà công nghệ phát triển nhanh mà các bạn quá nhanh luôn có những cái người đã mất đi hiện nay á trên công nghệ trên phim điện ảnh á có những cái người đã mất đi thì người ta sử dụng công nghệ máy tính để tái tạo lại khuôn mặt của họ hoặc có những người bây giờ họ đã già chẳng hạn như phim Star Wars cái nhân vật mà Luke Skywalker á, bây giờ họ già rồi nhưng mà họ muốn tái tạo lại khuôn mặt để lúc mà còn tại vì cái viễn cảnh bộ phim đó là lúc mà ông còn trẻ thế là họ tái tạo lại trên máy tính ha bây giờ thì nhìn vẫn giả nhưng mà biết đâu năm 10 năm nữa nó nhìn như thật luôn như vậy là chúng ta không cần phải có một cái diễn viên gọi là uh, siêu siêu đẹp trai hay là gì đó vân vân chúng ta chỉ cần một cái diễn viên biết thể hiện khuôn mặt thôi sau đó gắn những con chip lên mặt của người đó và để họ đóng phim đó là những người họ không cần phải đẹp nhưng mà lên màn ảnh họ sẽ trở thành những cái người khác hay những cái nhân vật khác mà chúng ta nhìn y như là thật ha và không nhận biết được ha cái này tác giả nói về cái tư, đang ở tương lai trung hạn có nghĩa là 2030 tới năm 2070 là cái đó tới gần ba ba bốn chục năm nữa lần thì coi như là cái công nghệ mới hiện nay mà máy tính nó đã tạo ra được cái gọi là cái công nghệ nó nó nó, nó, nó defect nó giống giống như người thật đến như vậy thì các bạn tưởng tượng ba bốn chục năm nữa thì mình nghĩ là những cái diễn viên thông thường bây giờ là họ sẽ thay đổi ha họ sẽ trong ngành điện ảnh nó phải thay đổi ha họ không cần một cái ngoại hình nữa mà họ cần cái khả năng thực sự là diễn xuất tại vì ngoại hình lên máy tính chỉnh được hết mà <laughs> đúng không <laughs> hai chào phạm hoàng nha chào việt anh chào duy nguyễn ok tiếp tục chương một một cái phần nữa là hết rồi các bạn chương này hơi ngắn ha chúng ta chỉ còn khoảng uh, chưa tới 20 trang nữa tương lai xa từ năm 2070 cho đến năm 2100 tác động đến chủ nghĩa tư bản những công nghệ mới mà chúng ta đã thảo luận trong cuốn sách này mạnh mức chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến chủ nghĩa tư bản vào cuối thế kỷ này luật cung và cầu vẫn vậy nhưng sự phát triển của khoa học và công nghệ đã thay đổi chủ nghĩa tư bản của Adam Smith theo nhiều cách từ từ cách thức hàng hóa được phân phối đến bản chất của sự giàu có một số cách thức ảnh hưởng một số cách thức ảnh hưởng tức thời đến chủ nghĩa tư bản bao gồm chủ nghĩa tư bản hoàn hảo chủ nghĩa tư bản của Adam Smith dựa trên luật cung và cầu giá cả được đưa ra khi mà cung ở bất kỳ hàng hóa nào phù hợp với nhu cầu nếu một mặt hàng khang hiếm và có nhu cầu thì giá của nó tăng lên nhưng mà người tiêu dùng và nhà sản xuất chỉ hiểu một phần không hoàn hảo về cung và cầu và do đó giá có thể thay đổi rất nhiều ở từ nơi này sang nơi khác vì vậy chủ nghĩa tư bản của Adam Smith là không hoàn hảo nhưng điều này sẽ thay đổi trong tương lai chúng ta sẽ đến một cái là chủ nghĩa tư bản hoàn hảo nhờ vào internet ha. Chủ nghĩa tư bản hoàn hảo là khi người sản xuất và người tiêu dùng có kiến thức vô hạn về thị trường, kể để giá cả được xác định hoàn hảo. Ví dụ trong tương lai, người tiêu dùng sẽ quét internet thông qua kính áp tròng của họ và có kiến thức vô hạn về so sánh giá cả và công năng. Chúng ta đã có thể lướt internet để tìm vé máy bay tốt nhất. Điều này cuối cùng sẽ áp dụng cho tất cả các sản phẩm được bán trên thế giới cho dù qua kính mắt, màn hình từ hay là điện thoại di động. Người tiêu dùng sẽ biết mọi thứ về một sản phẩm. Ví dụ, khi đi qua một cửa hàng tạp hóa, bạn sẽ quét các sản phẩm khác nhau trên màn hình và thông qua Internet trong kính áp tròng của bạn. Ngay lập tức, đánh giá liều sản phẩm đó là một món hời hay không. Lợi thế chuyển sang người tiêu dùng vì họ sẽ ngay lập tức biết tất cả mọi thứ về một sản phẩm, lịch sử, công năng, so sánh giá thành cũng như ưu và nhược điểm. Các nhà sản xuất cũng có chiến lược bí mật. này là chủ nghĩa tư bản hoàn hảo ha. Khi mà người cung và người cầu có được một cái thông tin hoàn hảo như nhau. Ờ, mình sẽ giải thích lại cái này để cho những cái này về kinh tế học nhiều hơn ha thì uh, ví dụ như là uh, cái điện thoại đi, các bạn đi mua cái điện thoại thì hồi xưa không có internet, các bạn không có coi giá trên internet được. Thế là uh, các bạn đi lên cửa hàng này, các bạn thấy uh, đắt quá, các bạn qua cửa hàng kia thấy rẻ hơn 100 200 000 ngàn thế là các bạn mua. Xong rồi tự nhiên một ngày đẹp trời các bạn ghé một cửa hàng khác thấy nó rẻ hơn triệu 2 triệu. Đó thì các bạn mua bị hớ là là do cái người cầu cái người đi mua cái người có nhu cầu mua họ không có đủ thông tin như là người cung người cung thì họ biết cái giá gốc của sản phẩm và họ biết là cái, cái những cái người đi mua cái này á thì họ thường họ, họ thích cái mức giá nào đó nhưng mà thì cái đó vẫn là cung gặp cầu và chúng ta thực hiện một cái giao dịch như là trong chủ nghĩa tư bản ha nhưng mà nó không có hoàn hảo nó nó vẫn khác nhau cái sự cái giá cả cung cầu á nó vẫn khác nhau ở tùy vào từng nơi tùy vào cái hiểu biết của người cung và người cầu nhưng mà internet đang làm sang phẩm điều đó ngày nay các bạn có thể lên shopee các bạn sạch phát hoặc các bạn lên lazada hoặc tiki những cái sàn thương mại điện tử á bạn sạch phát ra được cái cái sản phẩm nào giá rẻ nhất nhiều review nhất đó review tốt nhất thì các bạn thường các bạn sẽ những mua những cái sản phẩm đó thì cái chất lượng với cái giá nó sẽ rất là ok đó tạo ra khiến cho cái người đi mua hàng á có nhiều thông tin để 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 đánh giá hơn và tạo ra cái sự cung và cầu á nó, nó hoàn hảo hơn ha, nó gặp nhau ở cái điểm hoàn hảo hơn. Ok. Các nhà sản xuất cũng có chiến lược bí mật, chẳng hạn như sử dụng khai thác dữ liệu để hiểu những gì mong muốn và nhu cầu của người tiêu dùng. Lướt internet tìm giá cả hàng hóa, điều này loại bỏ phần lớn các phỏng đoán trong việc thiết lập giá, nhưng chủ yếu vẫn là người tiêu dùng có lợi, họ ngay lập tức so sánh được giá thành và tìm ra nơi rẻ nhất. Nhà xuất nhà sản xuất sau đó phản ứng với nhu cầu thay đổi liên tục của người tiêu dùng. Các bạn thấy tác giả là một cái nhà khoa học đồ ngành. Cái này xuất bản năm 2011 thì đây 2011 là cái thời gian có thể chúng ta không nhớ được nhưng mà mình nhớ 2011 là thời gian YouTube cũng chưa thịnh hành như bây giờ, Facebook thì cũng mới hơi hơi thôi. 2011 là thời mình còn học đại học thì chưa phải ai cũng có Facebook đâu. Thời đó Yahoo gần chết rồi ha. Yahoo thời đó là là là, là đang thoi thóp rồi. Thì những cái mà tác giả đang dự đoán ở trong tương lai xa nó đang nó đang là ở hiện tại rồi các bạn ha. Nó đang là ở hiện tại rồi thì mới thấy là công nghệ phát triển nhanh như thế nào và những cái mà tác giả đang nói là nó đang xảy ra ở ngay trong hiện tại luôn chứ không phải là trong tương lai xa nha. Từ sản xuất hàng loạt đến cá thể hóa hàng loạt trong hệ thống hiện nay, hàng hóa được sản xuất hàng loạt, Henry Ford từng nổi tiếng với nhu cầu với câu nói rằng người tiêu dùng có thể là mẫu xe Model T với bất kỳ màu sắc nào miễn là màu đen. Sản xuất hàng loạt giảm đáng kể giá cả, thay thế hệ thống cũ không hiệu quả của các nghiệp đoàn và hàng hóa thủ công. Cuộc cách mạng máy tính sẽ thay đổi tất cả điều này. Ngày nay, nếu một khách hàng nhìn thấy một chiếc chiếc váy có kiểu cách và màu sắc hoàn hảo nhưng sai cỡ thì họ sẽ không mua nhưng trong tương lai các phép 3D chính xác sẽ được lưu trữ trong thẻ tín dụng hoặc ví của chúng ta nếu một chiếc váy hoặc là hàng may mặt khác sai cỡ bạn sẽ email số đo của bạn đến nhà máy và được sản xuất ngay lập tức một sản phẩm đúng kích cỡ trong tương lai mọi thứ sẽ vừa khít Cá thể hóa hàng loạt à, hiện nay là không thực tế vì quá tốn kém để tạo ra một sản phẩm mới chỉ dành cho một người. Nhưng khi mọi người đều được kết nối với internet, bao gồm cả nhà máy, các sản phẩm cá thể hóa có thể được sản xuất với cùng mức giá với các sản phẩm được sản xuất hàng loạt. Ok, tiếp tục. Công nghệ hàng hóa như một tiện ích. Khi mà các công nghệ phân tán rộng rãi chẳng hạn như điện và nước máy, cuối cùng à, chúng cuối cùng trở thành các tiện ích với chủ nghĩa tư bản làm giảm giá thành và cạnh tranh ngày càng tăng các công nghệ này sẽ được bán như là tiện ích nghĩa là chúng ta không quan tâm đến các sản phẩm này đến từ đâu và chỉ thanh toán khi muốn sử dụng chúng điều tương tự cũng áp dụng cho tính toán điện toán đám mây phụ thuộc rất nhiều vào internet cho hầu hết các chức năng tính toán dần dần sẽ trở nên phổ biến điện toán đám mây giảm tính toán xuống còn như là một tiện ích chúng ta chỉ trả tiền khi cần nó và không cần bận tâm khi nào cần nó à không cần bận tâm khi không cần nó ha sorry mình đọc mình đọc nhầm. Điều này khác với tình hình hiện nay khi mà hầu hết chúng ta gõ xử lý văn bản hoặc vẽ trên máy tính để bàn hoặc máy tính sách tay và sau đó kết nối với internet khi mà chúng ta muốn tìm kiếm thông tin trong tương lai chúng ta có thể dần dần loại bỏ hoàn toàn máy tính để truy cập tất cả thông tin của mình trực tiếp trên internet sau đó chúng ta sẽ trả tiền cho thời gian sử dụng vì vậy máy tính trở thành một tiện ích được đo đồng hồ như là nước và điện chúng ta sẽ sống trong một thế giới mà đồ gia dụng đồ đạc quần áo đều thông minh đều thông minh và chúng ta sẽ nói chuyện với chúng khi cần các dịch vụ cụ thể. Màn hình Internet được ẩn ở khắp mọi nơi và bàn phím hiện ra bất cứ khi nào chúng ta cần chúng. Chức năng đã thay thế hình thức. Do đó, trớ treo thay, cuộc cách mạng máy tính cuối cùng sẽ làm cho máy tính biến mất vào trong những đám mây. Tiếp theo là nhắm đối tượng khách hàng. Các công ty trước đây đã đặt quảng cáo trên báo, đài TV thường không để ý đến tác động của quảng cáo. Họ chỉ có thể tính toán hiệu quả của chiến dịch quảng cáo bằng cách xem xét tăng trưởng về doanh thu. Nhưng trong tương lai, các công ty sẽ gần như ngay lập tức có uh, biết gần như ngay lập tức có bao nhiêu người đã tải xuống hoặc xem sản phẩm của họ. Ví dụ, nếu bài được phỏng vấn trên một trang web phát thanh trên internet, có thể xác định chính xác bao nhiêu người đã nghe cuộc phỏng vấn này. Điều này sẽ cho phép các công ty hướng khách hàng của họ đến các thông số kỹ thuật được thiết kế riêng. Tuy nhiên vào năm 1989 sau khi mà Liên Xô tan rã. Uh, à hết rồi các bạn. Uh, tiếp theo chỉ là giải thích thêm về cái uh, viết ở phía trên thôi. Mình không biết nha những cái công ty là những cái công ty công nghệ có tham khảo cuốn sách này để để định hướng cái cái sự phát triển của họ hay không. Mà thấy gọi là cuốn sách này gọi là dự đoán giống như là hiện tại luôn các bạn, hiện tại nó là như vậy luôn á ok từ tư bản hàng hóa đến tư bản trí tuệ cho đến nay chúng ta chỉ tự hỏi công nghệ đang thay đổi cách hoạt động của chủ nghĩa tư bản như thế nào nhưng với tất cả những bất ổn do tiến bộ trong công nghệ cao tạo ra tác động của nó đến bản chất của ngụ chủ nghĩa tư bản là gì tức tất cả những bất ổn mà cuộc cách mạng này đang tạo ra có thể được tóm tắt trong một ý tưởng sự chuyển đổi từ chủ nghĩa tư bản hàng hóa sang chủ nghĩa tư bản trí tuệ sự giàu có ở thời Adam Smith được đo bằng hàng hóa, giá cả hàng hóa biến động nhưng trung bình giá hàng hóa đã giảm đều đặn trong 150 năm qua. Ngày nay, bạn sở hữu bữa sáng mà 100 năm, năm trước vua nước Anh không thể có. Của ngon bậc lạ từ khắp nơi trên thế giới hiện được bán thường xuyên tại các siêu thị. Sự sụt giảm của giá cả hàng hóa là do nhiều yếu tố, chẳng hạn như sản xuất hàng loạt tốt hơn, đóng gói bằng container, vận chuyển, thông tin liên lạc và cạnh tranh. <laughs> Ví dụ, những người trẻ tuổi ngày nay không hiểu vì sao Columbus lại liều mạng đi tìm con đường ngắn hơn để tiếp cận gia vị phương Đông. Tại sao ông không đi siêu thị mua vài lá kính uh, giới cây? Ở thời của Columbus, gia vị và rau thơm cực kỳ đắt đỏ do ác được mùi thức ăn thiêu hỏng vì chưa có tủ lạnh. Ngay cả hoàng đế cũng phải ăn đồ thiêu vào bữa tối. Không có ô tô, container hay xe lạnh để chuyên chở gia vị qua các đại dương. Giá trị đến nỗi Columbus đánh cược cả mạng sống để có được, mặc dù ngày nay chúng được bán với giá rất rẻ. Chủ nghĩa tư bản hàng hóa đang dần bị thay thế bởi chủ nghĩa tư bản trí tuệ. Tư bản trí tuệ bao gồm chính xác những gì robot và trí tuệ nhân tạo không thể cung cấp, nhận dạng mẫu và à, lẽ thường. Như là nhà kinh tế học MIT Lester Truro đã nói, ngày nay, kiến thức và kỹ năng bản thân nó là nguồn duy nhất có lợi thế so sánh. Thung lũng Silicon và đường 128 có vị thế như hiện nay, đơn giản vì đó là nơi tập trung trí tuệ. Những nơi này chẳng có gì khác. Tại sao sự chuyển tiếp lịch sử này lại làm rung chuyển nền tảng của chủ nghĩa tư bản? Rất đơn giản, bộ não con người không thể được sản xuất hàng loạt trong khi phần cứng có thể được sản xuất hàng loạt và bán theo tấn, bộ não con người không thể, có nghĩa là cảm giác lẻ thường sẽ là tiền tệ của tương lai. Không giống như hàng hóa, để tạo ra vốn trí tuệ, bạn phải nuôi dưỡng, vung đắp và giáo dục một con người mất hàng thập kỷ nỗ lực cá nhân. Như là Thoreau đã từng nói, khi mọi thứ khác bị rơi ra khỏi phương trình cạnh tranh, kiến thức đã trở thành nguồn lợi thế cạnh tranh bền vững lâu dài duy nhất. Ví dụ, Phần mềm sẽ ngày càng quan trọng hơn phần cứng. Chip máy tính sẽ được bán với số lượng lớn vì giá chip liên tục giảm. Nhưng phần mềm phải được tạo ra theo cách cũ bởi một kỹ sư lặng lẽ thiết kế. Ví dụ, các tệp được lưu trữ trong máy tính sách tay của bạn có thể chứa các kế hoạch bản thảo và dữ liệu có giá trị có thể trị giá hàng trăm nghìn đô la nhưng mà bản thân máy tính sách tay chỉ đáng giá có vài trăm đô la mà thôi Tất nhiên, phần mềm có thể dễ dàng được sao chép và sản xuất hàng loạt nhưng việc tạo ra phần mềm mới thì không thể điều đó đòi hỏi suy nghĩ của con người theo nhà kinh tế học người Anh Harmis McRae năm 1991 nước Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên kiếm được nhiều hơn từ các xuất khẩu dịch vụ mô hình hơn là từ hàng hóa hữu hình trong khi tỷ trọng của nền kinh tế Mỹ đến từ sản xuất đã giảm đáng kể qua nhiều thập kỷ, ngành liên quan đến chủ nghĩa tư bản trí tuệ, phim Hollywood, ngành công nghiệp âm nhạc, trò chơi điện tử, máy tính viễn thông đã tăng vọt. Sự dịch chuyển từ chủ nghĩa tư bản hàng hóa sang chủ nghĩa tư bản trí tuệ đến từ từ, bắt đầu từ thế kỷ trước, nhưng nó đang tăng tốc sau mỗi thập kỷ. Nhà kinh tế học Toro của MIT viết, sau khi điều chỉnh lạm phát chung, giá tài nguyên thiên nhiên đã giảm xuống gần 60% từ giữa những năm 1970 đến giữa những năm 1990. Một số quốc gia hiểu rõ điều này nhật bản trong thời kỳ hậu chiến là một ví dụ nhật bản không có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào nhưng họ là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới sự giàu có của nhật bản ngày nay là một minh chứng cho sự siêng năng và đoàn kết của người dân hơn là một sự phong phú của tài nguyên thật không may nhiều quốc gia không nắm bắt được thực tế cơ bản này và không chuẩn bị công dân cho tương lai, thêm vào đó chủ yếu dựa vào hàng hóa. Điều này có nghĩa là các quốc gia giàu tài nguyên và không hiểu nguyên tắc này có thể làm có thể lâm vào đói nghèo ở trong tương lai. Ok, một cái phần rất quan trọng ha. Tương lai không nằm ở vật chất mà tương lai nằm ở trí tuệ trí tuệ hay những cái thông tin ví dụ như một cái phần mềm mới ví dụ này dễ hiểu rất là đơn giản dễ hiểu ha chẳng hạn như một cái máy tính thì không đáng giá bao nhiêu nhưng cái dữ liệu trong cái máy tính đó một cái phần mềm mà một cái nhà kỹ sư vừa viết ra thì cái giá trị nó nằm ở cái trí tuệ ở đó đó nằm ở phần mềm đó ha chứ nó không có nằm ở cái máy tính thì ở tương lai những những cái giá trị mà hàng hóa nhiều khi nó giá trị nó không nằm đó nữa tại vì nó dư thừa quá rồi mà nó sẽ nằm ở ở, ở, ở cái trí tuệ phía sau ha ok tiếp tục chẳng hạn như các bạn thấy youtube đó các bạn thấy youtube đó, nó đâu có bán hàng hóa gì đâu nó không hề có một cái sản phẩm gì hết à, nhưng mà cái giá trị của nó đến từ những cái content creator những cái người sản xuất cái content đó ha các bạn không tại sao những cái nền tảng khác không bằng youtube youtube chỉ cần là cái nền tảng gọi là upload video thôi mà đó nhưng mà cái giá trị nó nằm ở đó giá trị là nó đã có người sử dụng rất lớn nó có một cái nền tảng gọi là uh, những cái đầu tư trí tuệ những cái video mình gọi những cái video là những cái đầu tư trí tuệ ha và đó rất là lớn nó có giá trị của nó nằm ở đó nó đâu nó không hề có vật chất gì hết mà nó nằm ở đó ha và nó là một trong những cái công ty lớn nhất thế giới ok thôi tiếp tục sự phân chia kỹ thuật số một số người công khai chỉ trích cuộc cách mạng thông tin, nói rằng chúng ta sẽ có một mâu thuẫn mở rộng giữa người giàu kỹ thuật số và người nghèo kỹ thuật số. Đó là những người có quyền truy cập vào máy tính và những người không có. Họ cho rằng cuộc cách mạng này sẽ mở rộng những rạn nứt của xã hội, dẫn đến sự chênh lệch mới về giàu có và bất bình đẳng có thể phá vỡ xã hội. Nhưng đó chỉ là một cái nhìn hạn hẹp về thực tế của vấn đề. Với công suất xử lý tăng gấp đôi sau mỗi 18 tháng, ngay cả trẻ em nghèo cũng được tiếp cận với máy tính. Áp lực số đông và giá rẻ đã khuyến khích trẻ em sử dụng máy tính và internet. Một số quỹ đã được thành lập để trang bị máy tính sách tay cho mỗi lớp học. Mặc dù đây là ý tưởng tốt, nhưng chương trình này bị coi là thất bại. Đầu tiên, máy tính sách tay thường bị quẩn và một cốc vì nhiều giáo viên loay hoay chẳng biết dùng. Thứ hai, hầu hết các học sinh đều đã kết nối trực tuyến với bạn bè và chỉ đơn giản là bỏ qua các máy tính sách tay ở lớp học. Vấn đề không phải ở quyền truy cập, vấn đề thực sự là việc làm thị trường việc làm đang trải qua một biến động lịch sử và những quốc gia tận dụng được điều này sẽ phát triển mạnh trong tương lai chiến lược của các nước đang phát triển là sử dụng hàng hóa để xây dựng nền tảng vững chắc và sau đó sử dụng nền tảng đó làm bước đệm để chuyển sang chủ nghĩa tư bản trí tuệ Ví dụ, Trung Quốc đã áp dụng thành công quy trình hai bước này. Trung Quốc đang xây dựng hàng ngàn nhà máy sản xuất hàng hóa cho thị trường thế giới, nhưng mà họ đang sử dụng lợi nhuận để tạo ra một khu vực dịch vụ được xây dựng trên chủ nghĩa tư bản trí tuệ. Tại Mỹ, 50% nghiên cứu sinh ngành vật lý sinh ra ở nước ngoài. Chủ yếu là vì Mỹ không có đủ sinh viên đáp ứng điều đáp ứng điều kiện. Họ phần lớn đến từ Trung Quốc và Ấn Độ. Một số trở về quê hương để gây dựng những ngành công nghiệp hoàn toàn mới. Đó, bạn thấy ghê chưa? Những công việc không đòi hỏi kinh nghiệm một nạn nhân của quá trình chuyển đổi này sẽ là các công việc không đòi hỏi kinh nghiệm. Mỗi thế kỷ đều là những công nghệ mới ra đời gây nên sự xáo trộn trong nền kinh tế và cuộc sống của con người. Ví dụ, năm 1850, 65% lao động Mỹ làm việc trong các trang trại. Ngày nay, con số này chỉ là 2,4%. Điều này cũng sẽ đúng trong thế kỷ này. Và những năm 1800, các làng sống mới, những người nhập cư trang vào nước Mỹ, nền kinh tế khi đó đang phát triển đủ nhanh để chứa đựng lượng dân nhập cư này. Ví dụ ở New York, người nhập cư có thể tìm được việc làm trong ngành may mặc hoặc công nghiệp nhà, bất kể trình độ học vấn, bất kỳ công nhân nào sẵn sàng làm một công việc lương thiện đều có thể tìm thấy việc làm trong một nền kinh tế mở rộng. Nó giống như một băng truyền đưa những người nhập cư từ các khu vực người da đen và khu ổ chuột của châu Âu rồi đẩy họ vào tầng lớp trung lưu đang phát triển mạnh ở Mỹ. Nhà kinh tế James Grant cho rằng, Việc dịch chuyển tay chân và trí óc từ cánh đồng sang nhà máy, văn phòng và lớp học đều đóng góp vào sự tăng trưởng năng suất. Tiến bộ công nghệ là bức tường thành của nền kinh tế hiện đại. Hơn nữa, điều này luôn đúng trong hầu hết 200 năm qua. Ngày nay, nhiều công việc không cần kinh nghiệm này đã biến mất. Hơn nữa, bản chất của nền kinh tế đã thay đổi. Nhiều công việc không đòi hỏi kinh nghiệm đã được các công ty tìm kiếm nhân công giá rẻ chuyển hướng ra nước ngoài. Công việc sản xuất tại nhà máy đã biến mất từ lâu nhưng điều này lại khá trớ trêu trong nhiều năm nhiều người kêu gọi một sân chơi bình đẳng không có sự ưu ái hay là phân biệt đối xử nhưng mà nếu công việc có thể được sản có thể được xuất khẩu chỉ với một nút bấm thì sân chơi bình đẳng hiện nay sẽ mở rộng sang trung quốc và ấn độ vì vậy các công việc không đòi hỏi kinh nghiệm từng đưa người lao động đến tầng lớp trung lưu hiện nay có thể được xuất khẩu sang các nơi khác điều này là tốt cho người lao động ở nước ngoài vì họ có thể hưởng lợi từ sân chơi bình đẳng nhưng cũng có thể làm rộng các đô thị mỹ người tiêu dùng cũng được hưởng lợi từ việc này sản phẩm và dịch vụ trở nên rẻ hơn cũng như sản xuất và phân phối sẽ hiệu quả hơn nếu có cạnh tranh toàn cầu đơn giản là việc cố gắng hỗ trợ các doanh nghiệp lạc hậu và những công việc được trả lương quá cao sẽ tạo ra sự tự mãn lãng phí và không hiệu quả bảo trợ cho các ngành công nghiệp thất bại chỉ kéo dài điều tất yếu làm chậm nỗi đau của sự sụp đổ và thực sự làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn có một cái điều trở trêu khác, như công việc có mức lương cao, dịch vụ có tay nghề cao thiếu các ứng viên đủ điều kiện. Thông thường, hệ thống giáo dục không tạo ra đủ nhân lực lành nghề. Vì vậy, các công ty phải cam chịu nhận về một lực lượng lao động kém cỏi, các doanh nghiệp khao khát nhân lực lành nghề mà hệ thống giáo dục thì lại thường không thể tạo ra. Ngay cả trong một nền kinh tế suy yếu có những công việc mà luôn thiếu các công nhân có tay nghề. Nhưng có một điều rõ ràng, trong một nền kinh tế hậu công nghiệp, nhiều công việc lao động chân tay đã biến mất. Trong những năm qua, các nhà kinh tế học đã có ý tưởng tái công nghiệp hóa nước Mỹ, cho đến khi nhận ra rằng không thể quay ngược lại thời gian. Nước Mỹ và châu Âu đã trải qua một trình quá trình chuyển đổi từ một nền công nghiệp chủ yếu sang một nền kinh tế dịch vụ từ nhiều thập kỷ trước và sự thay đổi lịch sử này không thể đảo ngược. Thời hoàng kim của công nghiệp hóa đã trôi qua và mãi mãi. Thay vào đó, cần nỗ lực để định hướng và tái đầu tư vào những lĩnh vực tối đa hóa chủ nghĩa tư bản trí tuệ. Đây là một nhiệm vụ khó khăn bậc nhất cho các chính phủ trong thế kỷ thứ 21. Một mặt, nó dẫn đến một cuộc đại tu lớn của hệ thống giáo dục để công nhận có thể đào tạo lại và học sinh trung học không học các ngành nghề, các ngành nghề ít việc làm. Chủ nghĩa tư bản trí tuệ không chỉ là công việc cho các lập trình viên và nhà khoa học phần mềm mà còn trong nhiều hoạt động liên quan đến sáng tạo, khả năng nghệ thuật, đổi mới, lãnh đạo và phân tích, tức là lẽ thường. Lực lượng lao động phải được đào tạo để đáp ứng được những thách thức của thế kỷ 21, không phải để chìm nghiệm, chìm nghiệm ở trong đó. Đặc biệt, chương trình khoa học phải được đại tu và giáo viên phải được đào tạo để trở nên phù hợp với xã hội công nghệ của tương lai. Thật buồn khi ở Mỹ có câu nói, người được việc thì thành thợ, người không được việc thì thành thầy. Như là nhà kinh tế MIT Lester Thurow nói, thành công hay thất bại phụ thuộc vào việc một quốc gia có đang chuyển đổi thành công sang ngành công nghiệp nhân tạo của tương lai hay không, không phụ thuộc vào quy mô của bất kỳ lĩnh vực cụ thể nào. Điều này có nghĩa là tạo ra một làn sóng các doanh nhân sáng tạo mới, những người sẽ tạo ra các ngành công nghiệp mới và sự giàu có mới từ những đổi mới công nghệ này. Năng lượng và sức sống của những người này phải được giải phóng, họ phải được phép đưa đường hướng lãnh đạo mới vào trong thị trường. Ok, phần tiếp theo luôn comment cái rồi tiếp tiếp nha hai chào uh, chào cường milano nha hai chào quan trâm <laughs> quan trâm đặt tên thời đại quá gì <laughs> như vậy là facebook này mới tạo nè ok tiếp tục người chiến thắng và kẻ thua cuộc các quốc gia Thật không may hiện nay, nhiều quốc gia không đi theo con đường này mà chỉ dựa vào chủ nghĩa tư bản hàng hóa. Khi mà giá cả hàng hóa trung bình đã giảm trong 150 năm qua, nền kinh tế của các quốc gia này co lại theo thời gian do dần bị tuột hậu với thế giới. Quá trình này không thể tránh khỏi. Nhìn vào các ví dụ của Đức và Nhật Bản vào năm 1945, khi mà toàn bộ dân số trên đất nước đã gần như chết đói, thành phố của họ bị tàn phá và chính phủ thì sụp đổ. Trong một thế hệ, họ đã có thể diễu hành lên phía trước nền kinh tế thế giới. Nhìn vào Trung Quốc ngày nay, với tỷ lệ tăng trưởng phi mã từ 8 đến 10%, đảo ngược 500 năm suy giảm kinh tế, tuy từng bị coi là Đông Á bệnh phu nhưng trong một thế kệ hệ nữa, họ sẽ gia nhập hàng ngũ các quốc gia phát triển. Điều tạo nên sự khác biệt của ba xã hội này là mỗi xã hội đều gắn kết với nhau như một quốc gia, có những công nhân chăm chỉ và tạo ra những sản phẩm mà thế giới đổ xô mua. Các quốc gia này chú trọng vào giáo dục, thống nhất đất nước và con người và phát triển kinh tế. Như là nhà khoa học và như là nhà kinh tế học và nhà báo Anh Mark viết, các động cơ tăng trưởng cũ, đất đai, vốn, tài nguyên thiên nhiên không còn quan trọng nữa đất đai ít quan trọng do sự gia tăng sản lượng nông nghiệp dẫn đến cung vượt cầu vốn không còn quan trọng bởi luôn có sẵn gần như vô tận vốn đầu tư từ các thị trường quốc tế cho dự án đem lại lợi nhuận những tài sản định lượng này vốn từng làm cho các quốc gia trở nên giàu có đang được thay thế bằng một loạt các đặc điểm định tính bao gồm chất lượng tổ chức động lực và ý thức tự giác của mỗi người dân Điều này có thể nhận thấy khi nhìn vào mức độ kỹ năng lao động đang trở nên quan trọng hơn trong sản xuất, dịch vụ khu vực tư nhân và khu vực công. Tuy nhiên không phải mọi quốc gia đều đi theo con đường này. Một số quốc gia lại do các nhà lãnh đạo không đủ năng lực điều hành, bị chia rẽ về mặt văn hóa và sắc tộc và không sản xuất hàng hóa theo nhu cầu của thế giới. Thay vì đầu tư vào giáo dục, họ đổ tiền vào quân đội và vũ khí để khủng bố nhân dân và duy trì đặc quyền của mình. Thay vì đầu tư vào cơ sở hạ tầng để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa đất nước hóa, họ nhúng tay vào tham nhũng và giữ quyền lực tạo ra một chế độ đạo tặc không phải là một chế độ công dân. Đáng buồn thay, các chính phủ tham nhũng này đã lãng phí nhiều viện trợ do phương Tây trung cấp. Các nhà tương lai học Alvin và Heidi Toffler lưu ý rằng giữa năm 1950 và năm 2000, các nước giàu đã viện trợ hơn 1.000 tỷ đô la cho các quốc gia nghèo, nhưng mà Ngân hàng Thế giới đã thông báo rằng gần 2,8 tỷ người, gần một nửa dân số của hành tinh này vẫn sống với mức 2 đô la một ngày hoặc ít hơn. Trong số này, khoảng 1,1 tỷ người sống trong cảnh nghèo đói cực đoan hoặc là tuyệt đối dưới 1 đô la. Tất nhiên, các quốc gia phát triển có thể làm nhiều hơn nữa để các quốc gia đang phát triển thoát nghèo thay vì những giúp đỡ mang tính hình thức. Nhưng xét cho cùng, trách nhiệm chính cho sự phát triển đến từ sự lãnh đạo khôn ngoan của các của chính các quốc gia đang phát triển như người xưa có câu, nếu cho tôi mượn một con cá, tôi sẽ sống sót trong một ngày, nếu mà dạy tôi cách câu cá, tôi sẽ được nuôi sống cả đời. Điều này có nghĩa thay vì chỉ đơn giản là viện trợ cho các quốc gia đang phát triển nên tập trung vào giáo dục và giúp họ phát triển các ngành công nghiệp mới để họ tự tìm cách no đủ. Ok, đó là uh, phần những người chiến thắng và kẻ khu cuộc ha, các quốc gia và là một cái phần đáng lưu ý ha rất là đáng lưu ý <laughs> ok ok quang ơi như vậy là đi trước thời đại rất lâu ha dùng lâu lắm rồi quan trọng <laughs> ok quang ơi tiếp tục tận dụng khoa học nói về cái phần trước đi các bạn các quốc gia tại vì chúng ta là một cái quốc gia đang phát triển và trong cái quá trình phát triển của chúng ta có rất nhiều những cái vấn đề phải lưu ý ha lúc nào cũng có người ủng hộ và lúc nào cũng có người không ủng hộ thì là vì vấn đề này hơi bị nhạy cảm nhưng mà nhưng mà mình lúc nào cũng có hai phía hay một phía là ủng hộ chính quyền này một phía là không ủng hộ điểm nào cũng vậy lúc nào cái gì cái gì mà nổi tiếng thì cũng vậy ha chính quyền nào cũng thế nhưng mà thì có một cái um, tranh luận giữa chúng ta đang có đó là từ chính quyền uh, cộng sản và tư bản cộng sản và tư bản thì uh, thì hồi xưa khi mà nghe nói về cộng sản thì cũng 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 uh, tại vì mình mình học ở trường nước ngoài nên mình thích cái chủ nghĩa tư bản hơn nhưng mà uh, này mình không nói tốt hay xấu gì ha nhưng mà nhiều khi mình nghĩ lại thì nhiều khi chúng ta cũng đang có một cái gì đó đặc biệt so với những cái quốc gia khác trên thế giới. Các bạn thấy thấy vậy không? Hiện nay những cái nước mà theo chế độ cộng sản á thì nó chỉ còn uh, theo mình biết thì hồi xưa là năm nước bây giờ còn bốn nước, còn bốn nước thôi. Và chúng ta cũng khá là đặc biệt khi mà chúng ta theo chủ nghĩa cộng sản nhưng mà không có hoàn toàn cộng sản ha. Chúng ta có kết hợp với tư bản rất là nhiều và các bạn có thể thấy ngày nay rất là nhiều thứ chúng ta vẫn phải phát triển từng ngày ha vẫn phải thay đổi từng ngày và chúng ta có thể thấy rất là nhiều thứ đang ngày càng được uh, gọi là transparent các bạn gọi là ngày càng được uh, công khai hơn minh bạch hơn trong sáng hơn để người dân có thể theo dõi và người dân có nghĩa là chúng ta đang ngày càng trở thành một nước giống tư bản nhưng mà ở trong một cái chính quyền cộng sản có nghĩa là nhà nước có một cái sức mạnh nhất định nhưng mà nhân dân thì lại uh, mình không biết diễn tả sao cái ý mình đang nói nhưng mà uh, khi mà một cái nhà nước cộng sản tại vì um, này nói hơi xa nhưng mà nói chung là mình thấy cũng có một cái cái rất là hay ha khi mà sự kết hợp giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản và nếu như nếu như này nếu như mà chúng ta uh, có thể gọi là chắc lọc những cái tinh hoa tốt nhất của cả hai chủ nghĩa tư bản và cộng sản thì nhiều khi chúng ta đang ở trong một cái chế độ rất là hay các bạn ha. Tại vì thật ra uh, chủ nghĩa nào thì cũng có cái dở nó tư bản không phải là tất cả cái cái mà trong chủ nghĩa tư bản đều hay đâu. Có những cái nước tư bản nhưng mà họ làm rất nhiều những cái mà chỉ có trong chủ nghĩa cộng sản thôi. Chẳng hạn như những nước giàu có châu Âu họ lại miễn phí kinh tế, miễn phí giáo dục đó là đó là những cái mà đáng lẽ chủ nghĩa cộng sản phải làm ha. Đó nhưng mà uh, có những cái chủ nghĩa cộng sản thì nó cũng không có hay. Thì nó cần có chủ nghĩa tư bản mình nếu như chúng ta chắc đọc được những cái hay nhất của cả hai cái chủ nghĩa mà chúng ta kết hợp nó lại với nhau thì mình nghĩ là nhiều khi là 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 chúng ta có một cái tương lai rất là rất là hay ha nếu như <laughs> chúng ta không có đi sai đường nếu như chúng ta không có đi sai đường ha thì ở đây cái phần vừa rồi đọc là những cái người người chiến thắng và kẻ thắng cuộc các quốc gia đưa ra một cái vấn đề là ngày nay những cái quốc gia nào mà đầu tư vào cái giá trị tư bản mà mà tư bản về cái uh, trí tuệ thì 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 nó sẽ tạo ra được nhiều giá trị hơn là chúng ta tích trữ hàng hóa ha. Chẳng hạn nếu mà chúng ta đầu tư vào cái việc sản xuất hàng hóa mà không đầu tư vào trí tuệ, các bạn thấy LG không? LG bây giờ phải bán, bán đi, bắt đầu đang rao bán những cái nhà máy của mình vì LG họ 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 họ, họ nhận lại rồi họ giá công thôi hồi trước á, là họ có những cái đặc điểm của họ họ có sự sáng tạo đó nhưng mà bây giờ là coi như họ lấy công nghệ có sẵn rồi họ, họ chế tạo ra sản phẩm thôi nhưng mà những cái sản phẩm đó rồi sẽ có người tạo ra được rồi sẽ có người gọi là tạo ra với giá rẻ hơn các bạn đó thế là họ sẽ lao vào khó khăn nhưng mà những cái người đi tiên phong về trí tuệ chẳng hạn như samsung đi họ sẽ thiết kế những cái mẫu điện thoại mới họ thiết kế những cái cái tính năng mới trong cái điện thoại đó đó họ đưa những cái công ty bên dưới làm nhưng mà cái người tạo ra trí tuệ đó là họ cuối cùng là trên cái giá trị thẳng dư họ là người được hưởng nhiều nhất họ, họ, trong cái cái chuỗi giá trị ha họ là hưởng nhiều nhất tuệ bởi vì cái giá trị họ đến từ trí tuệ còn những cái người thật sự làm ra sản phẩm những người thật sự đưa tay nhúng tay vào làm ra sản phẩm thì lại hưởng được ít hơn Đó, chẳng hạn như là những cái công ty thời trang lớn thì những cái công ty thời trang lớn thì họ là thường họ đưa ra thiết kế rồi họ quảng cáo thiết kế đó thôi còn những người mà thực sự tạo ra cái sản phẩm đó những người may những người làm nghề may ấy các bạn thì họ là những người nhận được cái giá trị ít nhất đó còn là những người sáng tạo ra thì lại nhận được cái giá, giá trị cao nhất đó thì ở đây cái phần vừa rồi nói về cái giá trị của trí tuệ ha giá trị của sự sáng tạo giá trị của tạo ra thì những cái quốc gia đang phát triển thì họ sẽ đầu tư vào cái đó thay vì là đầu tư vào những cái vật chất Ok, tiếp tục Tận dụng khoa học Các quốc gia đang phát triển có thể tận dụng lợi thế của cuộc cách mạng thông tin Về nguyên tắc, họ có thể vượt qua các quốc gia phát triển trong nhiều lĩnh vực Ở các nước phát triển, các công ty điện thoại phải đặt đường dây đến từng nhà hoặc nông trại với chi phí rất lớn Tuy nhiên, một quốc gia đang phát triển không cần thiết phải lập đường dây trên toàn đất nước vì công nghệ điện thoại di động có thể triển khai ở các khu vực nông thôn mà không có bất kỳ đường xá hay cơ sở hạ tầng nào. Ngoài ra, các nước đang phát triển có lợi thế là họ không phải xây dựng lại cơ sở hạ tầng đã cũ. Ví dụ, các hệ thống tàu điện ngầm ở New York và London đã hơn một thế kỷ và rất cần được sửa chữa. Ngày nay, việc cải tạo các hệ thống off này sẽ tốn kém hơn so với xây dựng hệ thống mới từ đầu một quốc gia đang phát triển có thể quyết định xây dựng một hệ thống tàu điện ngầm với công nghệ tối tân tận dụng những cải tiến lớn về kim loại kỹ thuật xây dựng và công nghệ một hệ thống tàu điện ngầm hoàn toàn mới có thể tốn ít hơn nhiều so với hệ thống của một thế kỷ trước ví dụ trung quốc đã có thể hưởng lợi từ những sai lầm của các nước phương tây khi xây dựng một thành phố từ đầu kết quả là bắc kinh và thượng hải đang được xây dựng chỉ với một phần chi phí so với xây dựng một thành phố lớn ở phương tây ngày nay bắc kinh đang xây dựng một trong những hệ thống tàu điện ngầm lớn nhất hiện đại nhất trên thế giới được hưởng lợi từ tất cả các công nghệ máy tính được tạo ra ở phương tây để phục vụ dân số đông ở đô thị bùng nổ internet là một lối tắt khác đến tương lai để các quốc gia đang phát triển không phạm phải tất cả những sai lầm ở phương tây đặc biệt là trong khoa học trước đây các nhà khoa học ở các nước đang phát triển phải dựa vào một hệ thống bưu chính thô sơ để nhận được các tạp chí khoa học thường là sau nhiều tháng tới một năm kể từ khi xuất bản. Đấy là trong trường hợp chúng có thể đến nơi. Những tạp chí đắt tiền và có tính chuyên môn cao, do đó chỉ có các thư viện lớn nhất mới có thể tri trả. Cộng tác với các cộng tác với một số nhà khoa học từ phương Tây gần như là không thể. Bạn phải độc lập giàu có hoặc cực kỳ tham vọng để có được một vị trí tại một trường đại học phương Tây làm việc theo một nhà khoa học nổi tiếng. Ngày nay, một nhà khoa học ít tiếng tâm nhất cũng có thể truy cập miễn phí các bài báo khoa học trong vòng chưa đến một giây sau khi chúng được đăng lên Internet từ hầu hết mọi nơi trên thế giới và thông qua Internet bạn có thể cộng tác với các nhà khoa học phương Tây chưa từng gặp mặt đó Ok Còn hai phần nữa là hết chương này nha Tương lai rộng mở cho những ai biết nắm bắt Tương lai đang rộng mở như chúng ta đề cập, thung lũng silicon có thể trở thành vành đai reset tiếp theo trong những thập kỷ tới. Khi mà thời đại silic trôi qua và ngọn đuốc được trao cho nhà sáng lập tiếp theo, quốc gia nào sẽ dẫn đầu trong tương lai? Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, các cường quốc có thể vận dụng ảnh hưởng quân sự trên khắp thế giới. Nhưng sự tan rã của Liên Xô đã cho thấy trong tương lai, các quốc gia vươn lên dẫn đầu sẽ là những quốc gia có nền kinh tế vững mạnh. Điều này phụ thuộc vào việc vuông trồng và nuôi dưỡng khoa học và công nghệ. Vậy ai sẽ là người lãnh đạo của ngày mai? Đó là các quốc gia thực sự nắm bắt được thực tế này. Ví dụ, Mỹ đã duy trì sự thống trị trong khoa học và công nghệ mặc dù thực tế là các sinh viên Mỹ thường đạt điểm thấp nhất trong các môn học thiết yếu như là khoa học và tái học. Ví dụ, điểm kiểm tra trình độ vào năm 1991 cho thấy học sinh 13 tuổi ở Mỹ xếp hạng thứ 15 trong toán học và thứ 14 trong khoa học, ngay trên sinh viên Jordan đứng thứ 18 ở cả hai môn học các cuộc kiểm tra hàng năm xác nhận những con số đáng buồn này. Đây cũng đây dường như là một bí ẩn mặc cho những con số tệ hại này. Mỹ tiếp tục là cường quốc về khoa học và công nghệ cho đến khi bạn nhận ra rằng phần lớn khoa học của Mỹ đến từ nước ngoài dưới dạng chảy máu chất xám. Mỹ có một vũ khí bí mật H1B được gọi là thị thực thiên tài. Thị thực thiên tài ha. Điều này liên tục nâng xếp hạng khoa học của Mỹ. Ví dụ, có khoảng 50% người làm việc tại thung lũng silicon sinh ra ở nước ngoài, nhiều người đến từ Đài Loan và Ấn Độ. Trên toàn nước Mỹ, 50% nghiên cứu sinh ngành vật lý là người sinh ra ở nước ngoài. Tại trường đại học của tôi, Đại học Thành phố New York, con số này gần như là 100%. Bạn thấy kinh khủng chưa? Cái tình trạng chảy máu nước xám những cái nước chúng ta đi ra nước ngoài á. Một số nghị sĩ đã cố gắng bãi bỏ H1B vì họ cho rằng loại thị thực này làm lấy mất việc làm của người Mỹ, nhưng họ hiểu hiểu vai nhưng họ không hiểu vai trò thực sự của thị thực này. Thông thường, không có người Mỹ nào đủ điều kiện nhận các công việc cao cấp nhất ở thung lũng Silicon như chúng ta thường thấy. Thực tế này rõ ràng là khi cựu thủ tướng Gerhard Schroeder cố gắng thông qua một luật nhập cư H1B tương tự cho Đức nhưng thất bại bởi những người cho rằng điều này sẽ lấy việc làm từ người người gốc Đức. Một lần nữa, các nhà phê bình không hiểu rằng thường không có đủ người Đức để lấp đầy những công việc cấp cao này, dẫn đến những công việc này thiếu nhân lực. Những người nhập cư H1B không lấy đi việc làm, họ tạo ra toàn bộ ngành công nghiệp mới. Nhưng mà H1B chỉ là biện pháp tạm thời. Nước Mỹ không thể tiếp tục sống với các nhà khoa học nước ngoài. Nhiều người trong số họ đang bắt đầu trở lại Trung Quốc và Ấn Độ khi mà nền kinh tế của họ được cải thiện. Vì vậy, chảy máu chất xám là không bền vững. Mỹ cuối cùng sẽ phải đại tu hệ thống giáo dục cũ kỹ cứng nhắc của mình. Hiện nay, học sinh trung học kém chuẩn tràn ngập thị trường việc làm và các trường đại học tạo ra một sự tắc nghẽn. Các nhà tuyển dụng liên tục phàn nàn rằng phải mất cả năm đào tạo để các nhân viên mới bắt kịp tốc độ và các trường đại học phải gánh chịu nặng lập ra các khóa học cải thiện để bù lại hệ thống giáo dục trung học kém cỏi. May mắn thay, các trường đại học và doanh nghiệp cuối cùng cũng hết lòng khắc phục những thiệt hại do hệ thống trung học gây ra. Nhưng đây là một sự lãng phí thời gian và tài năng. Để Mỹ duy trì tính cạnh tranh trong tương lai, phải có những thay đổi cơ bản trong hệ thống trường tiểu học và trung học. Công bằng mà nói... <laughs> Sorry, bạn để mình tắt điện thoại cái. Ok, tiếp tục nha Công bằng mà nói, Mỹ vẫn có những lợi thế đáng kể Tôi từng dự một bữa tiệc cocktail tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ ở New York và gặp một doanh nhân công nghệ sinh học từ Bỉ. Tôi hỏi tại sao ông lại ra đi. Mặc dù Bỉ cũng có ngành công nghệ sinh học rất mạnh, ông nói rằng ở châu Âu thường thì bạn không có cơ hội thứ hai vì mọi người biết bạn và gia đình bạn là ai. Nếu bạn phạm sai lầm, bạn có thể xong đời. Sai lầm của bạn sẽ đi theo bạn bất kể bạn ở đâu, nhưng ông nói tại Mỹ, bạn có thể liên tục làm lại cuộc đời. Mọi người không quan tâm đến tổ tiên của bạn là ai. Họ chỉ quan tâm những gì bạn có thể làm họ cho họ bây giờ, hôm nay. Điều này đã tạo nên sự đổi mới, ông nói. Và đó cũng là một lý do lôi kéo các nhà khoa học châu, châu Âu khác chuyển đến Mỹ. Đó là tình trạng chảy máu chất xám ha. Những người thiên tài. Những người thiên tài có một cái loại thị thực là H1B dành cho họ là họ có thể nhập thị thực vào Mỹ nếu họ là thiên tài ha. <laughs> Thế là những người giỏi họ đi hết, người ta nói đất lành chim đậu mà tới một đất nước mà họ có thể phát triển kỹ năng của họ. Thì tại sao họ không qua? Đó. Bài học từ Singapore. Người phương Tây có câu, xe có kêu có két mới được tra dầu, nghĩa là người nào phàn nàn to nhất sẽ được chú ý. Nhưng ở phương Đông có một câu nói khác, cái đinh rơi ra sẽ bị đóng trở lại. Ý nói ai chơi trội sẽ phải tội với tập thể. Hai cách nói này ngược nhau nhưng thể hiện đặc tính cơ bản của tư tưởng phương Tây và phương Đông. Đó, bạn thấy hay không? Mình mình nói lại nha. Cái xe có két mới được tra dầu, nghĩa là người nào phàn nàn to nhất sẽ được chú ý. Còn ở phương Đông á, ý câu là cái đinh rơi ra sẽ bị đóng lại, ý nói là ai chơi trội với uh, sẽ phải tội với tập thể. Đó, bạn thấy <laughs> giống không giống không bạn thấy cái 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 câu nói này trong văn hóa chúng ta thấy đúng không văn hóa mình thấy văn hóa kiểu người Á Đông các bạn ai khác biệt là bị kỳ thị đó. còn phương Tây họ mặc kệ ha mày khác kệ mày mày sống mà không ảnh hưởng tới tao là được đó còn ở phương Đông chúng ta là chúng ta sống như một tập thể ha chứ không phải cá nhân ai mà khác xíu là phải lôi chúng về cho giống với tập thể ha ở châu Á, học sinh sinh viên thường có điểm kiểm tra cao hơn so với bạn bè phương Tây. Tuy nhiên, phần lớn chương trình học tập là học thuộc lòng những lý thuyết suông, nó sẽ đưa bạn đến một mức độ nhất định để đạt được trình độ khoa học và công nghệ cao hơn. Bạn cần sáng tạo, óc tưởng tượng và cách tân, thứ mà hệ thống phương Đông không nuôi dưỡng. Vì vậy, mặc dù Trung Quốc có thể bắt kịp phương Tây khi tạo ra hàng nhái rẻ tiền, nhưng rồi sẽ bị tụt hậu nhiều thập kỷ sau phương Tây trong quá trình phát sáng tạo phát minh ra các sản phẩm và chiến lược mới tôi đã từng nói chuyện tại một hội nghị ở Ả Rập Xê Út. Tại đó, có một diễn giả khác là Lý Quang Diệu, thủ tướng Singapore từ năm 1959 đến năm 1990. Ông như một ngôi sao nhạc rock trong số các quốc gia đang phát triển vì đã tạo dựng nên quốc gia Singapore hiện đại nằm trong số các quốc gia hàng đầu về khoa học. Trên thực tế, Singapore là quốc gia giàu thứ năm trên thế giới. Nếu bạn tính tổng sản phẩm quốc nội trên đầu người, khán giả đã rất chăm chú khi nghe mọi lời từ nhân vật huyền thoại này. Ông hồi tưởng về những ngày đầu sau chiến tranh, khi mà Singapore được xem như một cảng nước ngầm nổi tiếng với các vụ cướp biển, buôn lậu, thủy thủ say rượu và các hoạt động không mong muốn khác. Tuy nhiên, một nhóm các cộng sự của ông đã mơ ước ngày mà hải cảng nhỏ bé này có thể cạnh tranh với phương Tây. Singapore không có nguồn tài nguyên thiên nhiên đáng kể, nguồn lực lớn nhất của họ chính là con người, những người chăm chỉ và có kỹ năng. Nhóm của ông bắt tay vào một hành trình đáng tự hào, đưa quốc gia đang ngủ quên này trở thành một cường quốc khoa học trong vòng một thế hệ. Đây có lẽ là một trong những trường hợp thú vị nhất về kỹ thuật xã hội trong lịch sử. Ông và đảng của mình đã bắt đầu một quá trình cách mạng hóa có hệ thống toàn bộ đất nước, nước, nhấn mạnh khoa học, giáo dục và tập trung vào các ngành công nghiệp công nghệ cao. Chỉ trong vài thập kỷ, Singapore đã tạo ra một nhóm lớn các kỹ thuật viên có trình độ cao, giúp quốc gia này trở thành một trong những nhà xuất khẩu hàng đầu về thiết bị điện tử, hóa chất và thiết bị y sinh. Năm 2006, Singapore sản xuất 10% sản lượng đĩa than bán dẫn cho máy tính trên toàn thế giới. Ông cũng thừa nhận có một vấn đề trong quá trình hiện đại hóa đất nước. Để thực thi trật tự xã hội, họ áp dụng luật pháp hà khắc, cấm tất cả mọi thứ từ khạc nhổ trên đường. Trừng phạt bằng roi đến buôn bán ma túy là tử hình. Nhưng ông cũng nhận thấy một điều quan trọng. Ông thấy các nhà khoa học hàng đầu rất háo hức đến thăm Singapore, nhưng chỉ một số ít là ở lại. Sau đó, ông đã phát hiện ra một lý do không có tiện nghi văn hóa và sự hấp dẫn nào giữ họ ở lại Singapore. Điều này đã cho ông một ý tưởng tiếp theo, tạo ra mọi lợi ích văn hóa của một quốc gia hiện đại, các đoàn vũ kịch, dàn nhạc giao hưởng vân vân, để các nhà khoa học hàng đầu sẽ đóng rễ tại Singapore. Hầu như chỉ qua một đêm, các tổ chức văn hóa và sự kiện đã mọc lên trên khắp đất nước như một mối như một mồi dữ để giữ cho giới tinh hoa khoa học neo đầu ở đó. Tiếp theo, ông cũng nhận ra rằng trẻ em Singapore chỉ học vẹt, không thách thức những kiến thức phổ thông và tạo ra những ý tưởng mới. Ông nhận ra rằng phương Đông sẽ mãi mãi đi sau các nước phương Tây nếu như chỉ dừng lại ở mức tạo ra các nhà khoa học chỉ có thể sao chép ý tưởng. Vì vậy, ông đã phát động một cuộc cách mạng trong giáo dục. Những sinh viên sáng tạo sẽ được chọn và theo đuổi ước mơ của họ như là một theo một chương trình riêng tùy chọn. Nhận ra rằng một người như Bill Gates hay Steve Jobs sẽ bị nghiền nát bởi hệ thống giáo dục nghẹt thở của Singapore đương thời ông yêu cầu các giáo viên xác định một cách có hệ thống các thiên tài tương lai có thể hồi sinh nền kinh tế với trí tưởng tượng khoa học của họ. Bài học của Singapore không dành cho mọi quốc gia. Đây là một thành phố kim đất nước nhỏ, nơi mà một số ít người nhìn xa trong rộng có thể thực thi xây dựng quốc gia có kiểm soát và không phải ai cũng muốn bị đánh bằng roi khi khạc nhổ trên đường tuy nhiên nó cho bạn thấy những gì bạn có thể làm nếu muốn bước lên trên hàng đầu một cách có hệ thống trong cuộc cách mạng thông tin đó là phải tạo điều kiện cho chất xám chảy vào ha chứ không phải chảy ra và chúng ta đến với phần cuối của chương này thách thức cho tương lai Tôi đã từng đến viện cao học tại Princeton và ăn trưa với Freeman Dyson. Ông nhớ lại sự nghiệp khoa học lâu dài của mình và sau đó đề cập đến một thực tế đáng lo ngại. Trước chiến tranh, khi còn là sinh viên đại học trẻ tuổi ở Anh, ông nhận thấy những cá nhân tài giỏi nhất của nước Anh đã quay lưng lại với ngành khoa học uh, với các ngành khoa học khó như là vật lý và hóa học và đi theo các ngành tài chính và ngân hàng. Trong khi thế hệ trước tạo ra của cải nhờ vào các nhà máy điện và hóa học phát minh ra những cỗ máy cơ điện mới thế hệ tiếp theo đã say mê trong việc vuốt ve và quản lý tiền của người khác. Ông than thở rằng đó là một dấu hiệu của sự suy tàn của đế nước quốc Anh. Nước Anh không thể duy trì được vị thế của mình trên một nền khoa học đổ nát. Rồi ông đã nói một điều khiến cho tôi chú ý. Ông nói đã nhìn thấy điều này lần thứ hai trong cuộc đời của mình. Những người giỏi nhất tại Princeton không còn giải quyết các vấn đề khó trong vật lý và toán học mà đã bị thu hút vào các công việc như đầu tư ngân hàng. Ông cho rằng một lần nữa đây có thể là dấu hiệu của sự suy thoái khi mà các nhà lãnh đạo quốc gia không thể ủng hộ những phát minh và công nghệ vốn đã làm cho xã hội của họ trở nên vĩ đại đây chính là thách thức của chúng ta trong tương lai đó thách thức là gì khi mà chúng ta sung sướng rồi thì chúng ta làm thế nào để tiếp tục cố gắng và phát triển nữa ha đó là cái thách thức để phát triển trong tương lai Ok, chúng ta đã hết chương này. À, cũng khá trễ rồi, thôi chắc mình sẽ uh, dừng livestream tại đây luôn nha. Chúng ta còn uh, hai chương nữa. Để mình coi cái sách này có tổng cộng bao nhiêu chương. Chúng ta còn hai chương nữa là sẽ kết thúc quyển sách này các bạn nha. Chúng ta còn chương 8 Tương lai của nhân loại và chương 9 Một ngày sống trong năm 2100 sẽ như thế nào. Đó. mình sẽ đọc tới chương 8 thôi nha, mình nghĩ là mình sẽ không có đọc chương 9. Nghĩa là xong chương 8 là tác giả hoàn thành xong những cái dự đoán về tương lai rồi và chương 9 sẽ chỉ là tác giả ví dụ một cái ngày sống ở trong tương lai nó sẽ như thế nào. Thì coi như nếu mà ai ai mà hứng thú cuốn sách này thì đã biết là dự đoán tương lai tác giả là như thế nào rồi. Tại vì những cái dự đoán á thì có cái đúng cái không. Tự nhiên dự đoán xong rồi rồi nói một ngày sống tương lai sẽ như thế nào thì dựa vào những cái cái đó thì mình nghĩ bạn nào mà hứng thú muốn biết cái đó thì nên mua quyển sách này ha muốn biết về chương chính như vậy quyển sách này chúng ta sẽ còn đọc một chương thôi một livestream nữa thôi là mình sẽ kết thúc quyển sách này chúng ta sẽ trải qua một cái quyển sách mới ha cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai thứ tư và thứ sáu bắt đầu từ lúc 7 giờ rưỡi tối nha 7 giờ rưỡi tối cảm ơn mọi người chúc các bạn uh, có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp xin chào và hẹn gặp lại